Chương 69 Cấp độ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Cập nhật lúc 2014, 9, 21, 12, 15, 27 số lượng từ 3067 tại điện ảnh bắt đầu quay chụp lúc trước Lever vẫn luôn cho rằng sử dụng chát ly the Thê đến diễn dịch Christa, Maria Silent nhân vật là thứ không sai nghĩ cách Tuy nhiên Thê Rân không có diễn qua cái gì điện ảnh tại hành động phương diện còn muốn hơi chút kém một ít. Thế nhưng mà, nàng có một trương phi thường gương mặt xinh đẹp, tại trong phim ảnh, cái này có thể phát ra nổi tác dụng rất lớn. Tuy nhiên rất nhiều nữ tinh đều lại nói, điện ảnh ngành sản xuất nữ tính địa vị hiện tại càng ngày càng cao rồi, thế nhưng mà, mọi người cũng phải thừa nhận, chân chính có thể địa vị cường đại đến đủ để cùng nam tính so sánh với, thậm chí có thể bước vào 2.000 vạn câu lạc bộ đấy, tại nữ tinh trong vẫn là cơ bản không có tại trong phim ảnh nữ tính càng nhiều nữa đều là với tư cách bình hoa tác dụng phụ trợ tác dụng có thể đem nữ tính coi là nhân vật chính tác phẩm rất ít bởi vậy nữ tính tướng mạo tại nhiều khi cũng xác thực so hành động quan trọng hơn ví dụ như cái này một bộ phim thê rân ở phía trước bộ phận sân khấu biểu diễn cùng với tại bữa tiệc lên chiêu đãi khách nhân bộ phận đều là không cần quá nhiều hành động đấy có dung mạo có dáng người nàng cũng có thể làm rất khá rồi thế nhưng mà ở phía sau bị bạn trai của mình biết mình cùng bộ trưởng cẩu thả về sau nàng có một cái bộc phát tràn cảnh cảnh tượng này nàng lại cố gắng rất nhiều lần cũng như cũ không thành công ta không cần hắn sao ta thật sự không cần hắn sao ta có thể bỏ qua đây hết thảy trợ giúp ngươi có thế sao Thê rân tại lever trước mặt tiến hành diễn luyện đầu của nàng có chút bên cạnh thiên con mắt mắt không tiêu cự mắt nhìn phía trước hai tay cầm trước người xoắn suýt cùng một chỗ mà thanh âm của nàng có chút nhẹ đít lơ mơ cũng lộ ra một loại vô lực tuyệt vọng như vậy biểu diễn tại thê rân chính mình xem ra đã phi thường thành công rồi chỉ là nàng vừa diễn luyện đến một nửa lever liền kêu ngừng rồi quả nhiên lại bị kêu ngừng rồi thê rân tự mình cũng như là chuẩn bị kỹ càng bị lever một kêu ngừng nàng liền lập tức đem trên người mình ăn mặc giày đặc áo khoác ngoài cởi ra ném tới một bên sau đó trực tiếp đi đến lever bên người, ngẩng đầu chầm chầm vào lever, mong muốn nghe một chút hắn lại có cái gì mới đánh giá. Ngươi diễn vẫn chưa được. Lever lắc đầu, đối với thê rân biểu diễn vẫn là không cách nào thỏa mãn, lần trước cùng ngươi nói mắt không tiêu cự ngươi làm được, thế nhưng mà bi phẫn, tuyệt vọng ngươi biểu hiện được không đủ. Lại cẩn thận ngẫm lại, đến cùng nên như thế nào biểu hiện ra ngoài. Ta đã nếm thử rồi rất nhiều lần rồi, hiện tại ta cảm giác, cảm thấy, ta mới là cái này bộ phim ở bên trong biểu diễn khó khăn nhất cái kia một cái. Thê Rân có chút phàn nàn, nhìn xem hợp tác với chính mình hai người nam diễn viên, đều không có loại này khó khăn, hắn nhóm biểu tình diễn, sẽ không có lớn như vậy dậy lớn rơi, cảm xúc biến hóa thật lớn phần diễn. Ta và ngươi đã từng nói qua, cái này bộ phim nếu như từ nữ tính thị giác nhìn, chính là hai người nam tính thông qua hy sinh nữ tính phương thức để hoàn thành lý giải cùng hỗ trợ, nàng tại trong phim ảnh phục dụng dược vật, hơn nữa có phản bội chính mình bạn trai hành vi, nàng là một cái yếu ớt đấy, bất lực hình tượng. George Dreamen là thứ chống lại người, Whistler là thứ kẻ phản loạn, mà Krista Maria Silent thì là một cái người hy sinh. Lever lần nữa cho Thê Rân giảng giải điện ảnh nhân vật, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất nói lên những thứ này, Thê Rân không có đánh đoạn hắn mà nói, tại trong đấy lòng mặt, nàng cũng biết mình nhân vật ý nghĩa trọng yếu, thế nhưng mà, nàng càng muốn hơn đấy, không phải chỉ trích mà là an ủi cái này bộ phim không dễ dàng đập tại đại hạ bầu trời chính mình khoác lên áo khoác ngoài quay phim cố gắng như vậy chẳng lẽ liền không đổi được đạo diễn một câu an ủi sao thế nhưng mà đây không phải tính cách tại lever nói xong lời nói về sau thê rân cũng mang theo điểm buồn rầu có chút ngoát miệng ra mở miệng lần nữa rồi ta cho tới bây giờ cũng không phải một cái đơn giản thỏa hiệp người như vậy tính cách ta đem cầm không được Ta cũng không quan tâm ngươi là cái hạng người gì, ta hiện tại cần đấy, là ngươi diễn xuất đến một cái dạng gì người." Lever lập tức liền trả lời, Kevin cũng không có qua dám thì người khác sinh hoạt, đừng cũng không có đã làm tác giả, thế nhưng mà, cái này cũng có thể biểu diễn đấy. Một câu nói kia, lại để cho Thê Rân hơi có chút tức giận rồi, nàng vẫn luôn cho rằng Lever là tương đương lý giải chính mình đấy, cũng vẫn luôn cho rằng Lever là hiểu được tính cách của mình đấy, thế nhưng mà hắn vậy mà tự nhủ hắn hoàn toàn không quan tâm mình là một cái gì tính cách. Thế nhưng mà, Thê Rân cho tới bây giờ cũng không phải một cái khóc sướt mướt tiểu nữ sinh, đã nghe được Lê Vơ lời mà nói. Nàng ngược lại cao cao ngóc lên cái cổ, ngươi luôn nói của ta hành động không được. Của ta hành động đến cùng ở đâu không được. Ngươi ngược lại là cho ta cẩn thận nói nói, ta ở đâu diễn không được khá. Thê Rân đối với chính mình biểu diễn, vẫn có lấy một ít tin tưởng đấy. Những ngày này Lever chỉ đạo nàng cũng đều nghe xong, nàng cảm giác mình cũng không tệ lắm. Đáng tiếc ngươi không phải đạo diễn. Ngươi cho rằng ngươi hành động rất tốt, chỉ là tại ngươi lý giải tầng diện lên, thế nhưng mà, chưa chắc là mỗi người đều là đồng dạng biểu diễn đến biểu hiện đồng dạng một cái tràng cảnh. Đồng dạng là tự mình bên ngoài. Về sau bị bạn trai phát hiện, bị bạn trai chỉ trích về sau, bất lực mà tuyệt vọng hí, đầu gỗ một não chỉ là ngoài miệng nói xong không có hy vọng cùng rung đùi đắc ý, biểu hiện ra ngoài đầy đủ sợ hãi thần sắc, nhất định là không đồng dạng như vậy hiệu quả. Còn nếu như có thể tại hữu thần tình đồng thời, thân thể run rẩy, nổi gân xanh, cơ bắp nhảy về phía trước, cái kia chính là lại một cảnh giới, còn nếu như có thể trong nháy mắt cảm tình bắn ra, không hề cắt nối biên tập trực tiếp theo bình tĩnh đến lệ rơi đầy mặt, hai mắt đỏ bừng, hoàn toàn bạo phát đi ra hối hận, vậy lại là một cái cấp bậc rồi. Đối với thê rân hỏi lại, Lever cũng lập tức liền đã bắt đầu giảng giải. Hắn muốn cho Thê Rân diễn tốt rồi hí, bởi vậy cũng không ghét từng lần từng lần một nhiều làm giảng giải cặn kẽ. Đối với một bộ phim mà nói, hành động cho tới bây giờ đều không phải có thể xem nhẹ đồ vật. Điện ảnh quay chụp cho dù tốt, cũng không đủ hành động chèo chống, cũng không thể đem đạo diễn mong muốn biểu diễn đồ vật tất cả đều biểu hiện ra ngoài. Đồng dạng, đem mọi người đánh giá một người phải hay là không tốt diễn viên thời điểm, không phải nhìn nạn lớn lên xinh đẹp hay không, không phải nhìn nạn phải hay là không đầy đủ có khí chất. Có thể thông qua động tác của mình, thần thái, ngữ khí, biểu hiện ra ngoài kịch người trong vật tâm tình, đây mới là các diễn viên cần đấy. Lê Vơ nói cho Thê Rân đấy, chính là nên như thế nào diễn phim kỹ xảo. Đương nhiên, nói như vậy muốn cho một người phụ nữ diễn phim thời điểm khang cả giọng, nổi gân xanh, cờ bắp nhảy từng rất khó làm đến. Mà tính dễ nổi lệ rơi đầy mặt, cũng là không dễ dàng khống chế hiện tại chắc lý giờ thê rân tối đa cũng liền biểu hiện đến cấp bậc thứ hai có thế so với so sánh hình tượng bày ra sợ hãi của mình có thế lever cần đấy là cực kỳ sức giãn thân thể run rẩy cùng tự nhiên rơi lệ những này nàng hiện tại làm không được ta đã cố gắng thuyết phục chính mình để cho mình cảm giác mình rất trong bi thương dây dứt rồi thế nhưng mà ngươi hay là nói ta diễn không được thê rân vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận biểu diễn là một cái đem tâm tình của ngươi cùng động tác bày ra cho người xem xem quá trình cũng không phải một cái chính ngươi cảm thấy chính mình có nào đó cảm xúc là được rồi ngươi cũng tới qua biểu diễn khóa ngươi cũng biết nhiều khi người trên nét mặt xem ra cùng tâm tình không hợp thời điểm rất nhiều ngươi không có ở trên mặt biểu hiện được đây là ngươi phải làm được đấy đây là toàn bộ kịch ở bên trong cần có nhất ngươi hành động bộc phát địa phương phía trước ngươi có thể thích ứng là vì ngươi hành động không cần bộc phát rất nhiều, mà ở trong đó thì là cần gấp nhất địa phương. Một đoạn này phần diễn là xoắn suýt cùng một chỗ không cùng tâm tình, bất đồng cấp độ tầng ngoài cùng tầng sâu tâm lý, những phương diện này cũng phải cần dùng hành động đến biểu hiện đấy. Những vật này cũng không dễ dàng, ít nhất, đối với tại hiện tại thế rân mà nói, tuyệt đối không dễ dàng. Ngươi cần đem thần sắc biểu hiện được càng sâu sắc thêm hơn một ít không phải đã có nước mắt coi như là bi thương đấy, ngươi vẻ mặt như thế không giống như là ấy nấy, hoàn toàn như là lập chí kiên cường sống được tự như. Này. Nói chuyện đừng ác độc như vậy. Thê Rân đã cắt đứt lever mà nói. Ta chỉ là hy vọng ngươi rất tốt diễn xuất, nếu như còn không có suy nghĩ cẩn thận lời mà nói, ngươi liền suy nghĩ tiếp nghĩ đi. Một đoạn này phải nghĩ tốt rồi mới có thể nhưng chúng ta hôm nay lại chẳng khác gì là một ngày cũng không có làm gì. Thê Rân hiển nhiên có chút nóng nảy, nhưng là Lever Vơ nhúng nhúng vai, không có quá nhiều biểu thị ngươi, lần lượt đến chứ, ngược lại ta có nhiều thời gian, ta tin tưởng ngươi có thể diễn tốt. Thê Rân ngồi ở chỗ kia, sắc mặt như sương lạnh một lời không nói. Nàng vẫn luôn cảm thấy Lever là cái rất xuất sắc đạo diễn, ít nhất, hắn chịu dùng chính mình. Thế nhưng mà hiện tại Lever Vơ sợ tác sở vi, lại để cho thê rân nguyên bản trong lòng thật vất vả mới có một điểm bị đạo diễn thưởng thức vui vẻ, cũng đang không ngừng sói mòn lấy. Nàng vốn là phi thường yêu thích nghe theo lê phân phó, có thể hiện tại, nàng cũng có chút lực bất tòng tâm rồi. Hắn nói mình có thể diễn được, có thể là tự mình thật sự còn có thể diễn được càng tốt sao? Vì cái gì chính mình xem ra, mình tới hiện tại, đã là gặp bình cảnh, rốt cuộc thăng cấp không được diễn phim đâu này. Hắn đối với cái này bộ phim yêu cầu phi thường cao. Thế nhưng mà vì cái gì không may chính là ta. Thê Rân thái độ đối với Lever quả thực có chút bất mãn. Một cái vốn cho là là tri kỷ của mình người, vậy mà sẽ đối với đại chính mình hà khắc như vậy, coi như là hắn mong muốn vì là điện ảnh phụ trách cũng hơi bị quá mức phân ra. Hắn không nên đối xử với chính mình như thế đấy, lần lượt phê bình, không ngừng mà chỉ trích, chính mình đối với hắn ấn tượng tốt tất cả đều bị hủy diệt rồi. Sự tình cũng không thuận lợi. Billy ngay tại cách đó không xa chờ, nhìn thấy Lever ly khai, hắn cứu đã tới. Vừa rồi phỏng vấn qua đi, Billy lập tức tìm được nàng hướng nàng nhận lỗi, thê rân mặc dù có chút hoài nghi, hắn là không phải cố ý hại chính mình, thế nhưng mà, nàng lúc ấy nóng lòng cùng Mystery công ty ký kết, cần người trợ giúp, hơn nữa nàng thông qua được phỏng vấn, Billy lại biểu hiện cực kỳ khiêm tốn, trong nội tâm nàng cũng nhất thời mềm lòng, sẽ không có cùng hắn giải ước mà hiện tại billy cũng tương đương quan tâm nàng thường xuyên đến hiện trường nhìn nàng diễn xuất hắn biết rõ thê rân diễn xuất không thuận cũng vẫn luôn biểu hiện được rất tích cực nếu như ngươi thật sự nhẫn nhịn không được cái này đạo diễn rồi như vậy ta liền đi cùng hắn nói chuyện tốt rồi đang nghe được thê rân mà nói về sau billy đã mở miệng có lẽ ta có thể cho hắn làm ra một ít cải biến chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện bạn thích bộ truyện này Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 70 Chiêu số Bạn đang nghe truyện tại mê audio.com Cập nhật lúc 2014, 9, 21, 12, 17, 18 số lượng từ. 3.056 ly lời mà nói, lại để cho Thê Rân kinh ngạc nghiêng đầu qua, nói chuyện. Người nói nói chuyện là có ý gì? đương nhiên chính là lại để cho hắn cho ngươi cắt giảm một ít phần diễn cường độ, hoặc là dùng các nối biên tập vì ngươi che lấp thoáng một phát. Billy nói, tương đương lẽ thẳng khí hùng. Làm như vậy, không phải là là cùng đạo diễn cãi nhau sao? Thê Rân có chút chần chờ, nàng còn là lần đầu tiên đảm nhiệm diễn viên chính, cùng đạo diễn đề yêu cầu như vậy, dưới cái nhìn của nàng coi như là có chút đại nghịch bất đạo rồi, nhất là nàng một chút cũng không nghĩ cùng với Lever cãi nhau nghĩ cách tuy nhiên lever vẫn luôn nói nàng diễn không được khá có thể lever cũng vẫn luôn đang cổ vũ nàng trợ giúp nàng muốn cho nàng biến càng tốt hơn trừ hắn ra có chút vô cùng quá nghiêm khắc hắn còn là một tốt đạo diễn đấy thế nhưng mà cái này đạo diễn chính là chết sống không chịu để cho ngươi hí thông qua ngươi không đi cùng hắn đàm phán hắn sẽ một mực khi dễ ngươi có chút đạo diễn chính là khốn kiếp ngươi không cùng bọn họ cãi nhau không được ngươi được khiến mọi người biết điện ảnh hiện trường đóng phim không phải một mình hắn định đoạt đấy. Thê rần đối với lời này, chỉ là biểu môi. Lê nói không tính, vậy còn là người đó định đoạt. Nếu như một người là nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch, đồng thời còn là chính mình đầu tư quay chụp điện ảnh, hắn làm sao có thể nói không tính? Người nếu như mình đi đề yêu cầu, đương nhiên không được. Có điều, nếu như ngươi có thể thuyết phục Kevin Spacey giúp ngươi nói chuyện, vậy không giống với lúc trước. Billy cho thê rân ra lấy chủ ý, hắn là ngôi sao lớn, đạo diễn khẳng định không dám đắc tội hắn. Nếu như hắn mở miệng giúp ngươi nói chuyện rồi, đạo diễn coi như là dù thế nào chán ghét ngươi, cũng phải cho hắn cái mặt mũi. Đạo diễn không phải chán ghét ta. Thê rân trong lòng vẫn là biết, Lever vì cái gì khó xử nàng đấy. Nhưng mà, một câu đến bên miệng, nàng càng làm phía sau nửa câu nói nuốt xuống. Lever cho rằng nàng hành động không được, Yêu cầu có thể nói là đã gần với hà khắc rồi. Thê Rân không chu đáo địa phương, chính nàng không sai tại ngực, có thể rõ ràng trong lòng là có thể giải quyết dễ dàng rồi hả? Thê Rân không cho là như vậy. Chính mình hai ngày quá mệt mỏi, hơn nữa, tự mình cũng đầy đủ cố gắng. Mình không phải là ham thoải mái, ham nhẹ nhõm người, coi như là đại hạ bầu trời bọc lấy áo da diễn phim tự mình cũng không có phàn nàn. Thế nhưng mà, chính mình là thật làm không được a, à, có lẽ lại để cho Spacey giúp mình nói một câu cũng không phải không thể làm hắn là ngôi sao lớn đối với đạo diễn cần hay vẫn là có sức ảnh hưởng đấy mảnh trong tràng người đó định đoạt đạo diễn trên lý luận hẳn là trông coi mọi chuyện cần thiết đấy nhưng là nếu như đạo diễn danh khí không đủ mà diễn viên vô cùng hàng hiệu rồi như vậy sự tình sẽ rất khó nói đương nhiên cũng không nhất định diễn viên nói là sẽ đem đạo diễn cho rằng là heo chó đồng dạng đến kêu đi hết nhưng là một số thời khắc liên quan với nào đó chi tiết biểu hiện lên đã xảy ra tranh chấp liền khó nói đạo diễn hy vọng diễn viên chính thông qua lời kịch đến biểu hiện nhưng là diễn viên chính cảm giác mình hành động cao có thể thông qua ánh mắt biểu đạt truyền thần đúng chỗ thời điểm như thế này nên nghe ai tốt ngươi cho rằng ngươi là đạo diễn nên nghe lời ngươi hắn còn cho là hắn là minh tinh quay chụp kinh nghiệm nhiều hơn ngươi nhiều lắm đây hơn nữa có nhiều thứ căn bản rất khó tranh luận đi ra cái đạo lý Đối với một nhân vật là muốn biểu diễn càng có sức giảng được hay vẫn là hơi chút nội liễm một ít tốt. Đối với một cái tình tiết là đặc tả tốt hay vẫn là toàn cảnh tốt. Những tranh luận này đều có các lý, là rất khó có kết quả đấy. Mà thời điểm như thế này, có chút diễn viên hội nghe đạo diễn an bài, mà đổi thành bên ngoài một ít thì là chọn kiên trì tự mình. Gặp tình huống như vậy, đạo diễn cũng là rất không thể làm gì đấy, người ta là hàng hiệu. Chính là nghĩ dựa theo chính mình ra... Đạo diễn cũng là rất khó xử lý... Coi như là Spielberg... Cũng không phải chưa bao giờ gặp loại chuyện này... Theo rừng nghe người ta nói qua... Hắn và Julia Roberts hợp tác quay chụp hổ khắc thuyền trưởng... Julia Roberts ý vào chính mình lúc ấy... Cùng Universal Picture lão bản tại cuộc hẹn... Lại là Hollywood nhất lưu nữ tin... Cho là mình lực lượng đủ... Tại studio đùa nghịch hàng hiệu... Tức giận đến Spielberg mắng to không ngừng... Sau đó giận dữ công bố không bao giờ. Nữ cùng Julia, Robert cùng một chỗ điện ảnh rồi. Billy tin tưởng, Lever mới là vừa vặn điện ảnh không lâu, hắn không có khả năng lại để cho đã là ngôi sao lớn Spacey hoàn toàn nghe lời. Như vậy, nếu như Spacey nói chuyện, đối với hắn khẳng định có ảnh hưởng. Spacey tự hồ là người rất được. Vài ngày tiếp xúc, cũng làm cho thê rân đối với cái này diễn viên đã có nhất định được nhận thức. Đây là toàn bộ đoàn phim lớn nhất bài diễn viên, chẳng qua lại không có gì ngang ngược kiêu ngạo khí tức, tính tình của hắn tương đương ôn hòa, khai mở được rất tốt vui đùa, cũng không có cái gì kiêu ngạo, khó trách đồn đã nói hắn là gay, như vậy ôn hòa tính tình xác thực rất giống, tánh khí như vậy, cũng làm cho thơ rân có chút do dự, có lẽ, nên lại để cho hắn giúp mình nói một câu. Có thể làm như vậy, Lê có thể hay không rất không cao hứng. Chắc Lý Giờ, người hí quay chụp vô cùng được, với tư cách diễn viên, ngươi quay chụp điện ảnh không có cố ý đầu cơ trục lợi đoạt khí đã rất đáng gờm rồi những chuyện ngươi làm không có lỗi chính mình ngươi không cần phải cần phải tuân theo đạo diễn sở hữu tất cả yêu cầu đạo diễn yêu cầu không nhất định không giữ quy tắc lý billy vẫn còn hướng dẫn từng bước lấy hắn mà nói cũng xác thực cho thê rân một ít lực lượng đúng vậy a à, chính mình không có đoạt khí không có làm ẩu đã rất không phụ lòng nghề nghiệp của mình hành vi thường ngày rồi dựa vào cái gì đạo diễn nói liền đều là đối với hay sao? Chỉ có điều lời này do Billy nói ra cảm giác giác chân vô cùng trách. Thê Trân nhớ mang máng, chính là mấy ngày hôm trước, Billy vẫn còn đề nghị chính mình, có thể tại quay chụp trong quá trình, nghĩ biện pháp đoạt khí. Diễn viên cũng có thể đoạt khí. Loại này đoạt khí, không thể nào là cố ý hướng màn ảnh phía trước dời đơn giản như vậy, không phải chiếu mặt của đối phương chặn coi như là hoàn thành nhiệm vụ, cái loại này vùng về thủ đoạn, là hài kịch hiệu quả, chỉ xảy ra hiện tại buồn cười kịch ở bên trong, không có khả năng ra hiện tại điện ảnh quay chụp trong. Như vậy vùng về thủ đoạn cũng dám dùng, chính là mình tìm bị mắng rồi. Billy nói đoạt khí, nhưng thật ra là một loại rất thường thấy thủ pháp. Nàng muốn cướp không phải người khác khí, mà là mạng ảnh lấy cảnh. Điện ảnh quay chụp ở bên trong, một số thời khắc, cần phải căn cứ tình huống biến hóa lấy cảnh. Nói thí dụ như, quay chụp đánh võ, khiêu vũ cái này động tác khí bình thường đều là cho toàn cảnh đấy thế nhưng mà nếu như diễn viên bản thân vũ đạo trình độ không tới nơi tới chốn hoặc là dáng người không tốt chân quá ngắn eo quá thô như vậy phải cho nửa người cảnh thậm chí còn nhất định phải cho đặc tả mới có thể che giấu cách làm như vậy chính là cái gọi là đoạt khí diễn viên tại khiêu vũ thời điểm cố ý nhảy không được cố ý bước chân xảy ra sự cố vậy thì khiến cho đạo diễn không thể không sử dụng đặc tả màn ảnh đối với nàng quay chụp bộ mặt của nàng cũng là xuất hiện càng nhiều đối với một ít mong muốn nổi danh mong muốn lại để cho chú ý nhớ kỹ chính mình tướng mạo tiểu diễn viên mà nói những kỹ xảo này là phải học được có chút diễn viên phải dựa vào lấy những kỹ xảo này lăn lộn phần diễn đây quay chụp khiêu vũ hí lúc billy liền đề nghị thê rân tốt nhất giả bộ như bước chân không đúng bởi như vậy thì sẽ không thể dùng toàn thân cảnh phải dùng nửa người cảnh rồi, chỉ là, thê rân cho tới nay đều tại cự tuyệt sử dụng cái này kỹ xảo. Cũng không phải nói nàng cảm thấy cái này kỹ xảo không được, mà là đang nàng trong đáy lòng có giải thích của mình. Điện ảnh là đạo diễn định đoạt đấy, đạo diễn cho rằng toàn thân cảnh càng tốt hơn, khẳng định có đạo lý của hắn. Chính mình cố ý quấy rối đối với điện ảnh bản thân không tốt. Hơn nữa, chính mình vũ đạo học được nhiều năm như vậy, dáng người lại tốt như vậy, vì cái gì cần phải muốn đặt tả. Thanh tú dáng người chẳng lẽ mình sợ ai sao? Chỉ là, mình làm đến đó chút ít, tuy nhiên lại không đến rất cao yêu cầu. Thê Rân nhìn thoáng qua Billy. Người này thật không phải là một người tốt, tại nhiều khi đề nghị của hắn đều tương đương vô sĩ. Có điều, Thê Rân cũng phải thừa nhận, hắn là trong hội này mặt rèn luyện ra nhân tài, tại rất nhiều vấn đề lên, hắn đầu cơ trục lợi thủ đoạn so với chính mình hơn rất nhiều có lẽ có thể cân nhắc hắn mà nói, Lever đều nói rồi không quan tâm ý nghĩ của mình, vậy mình làm gì vậy quan tâm quyền lực của hắn. Thê rân trong nội tâm cũng có chút tức giận, nàng không nắm chắc được chú ý nên làm cái gì bây giờ. Billy không phải người đáng giá tín nhiệm, Lever vừa già là của trách nàng, có lẽ chính mình thật sự nên đi hỏi một chút Spacey. Ta đi cùng Kevin nói chuyện. Thê rân đồng ý ý nghĩ này, nàng vừa quay đầu, Đưa ánh mắt tìm đến phía một mặt khác nhà xe. Chính mình phải đến nói chuyện. Thê Rân cho tới bây giờ cũng không phải một cái ưa thích chờ đợi người, nói đi thì đi, hắn trực tiếp đi nhanh đi tới, sau đó trực tiếp gõ vang cửa xe. Mời đẩy cửa tiến đến. Chắc lý giờ, có chuyện gì sao? Trong phòng Kevin Spacey thấy được là Thê Rân tiến đến, cũng hơi kinh ngạc, dùng ta cho ngươi rót một ly đồ uống sao. Ngươi uống gì? Tùy tiện đi. Thê Rân đáp trả lời một câu, "Kevin, có mấy lời, ta muốn cùng ngươi nói chuyện." Kevin Spacey lông mày chau lại một chút, Thê Rân tìm đến hắn nói chuyện phím, lại để cho hắn có chút có chút giật mình, chẳng qua nhìn xem Thê Rân vẻ mặt tâm sự nặng nề, Spacey cũng nghĩ tới điều gì. "Được rồi, để cho chúng ta tâm sự." Spacey đem ly đặt ở trên mặt bàn, cùng Thê Rân bắt chuyện mà bắt đầu. Thái độ của hắn như cũ phi thường hiền lành, có điều trên mặt hắn tuy nhiên ôn hòa lại phản phất đã biết Thê Rân ý đồ đến cười Thê Rân trong nội tâm cũng là bất ổn không biết chính mình phải hay là không cần cùng hắn đàm luận cái đề tài này cái này dù sao không phải cái gì làm cho người cảm thấy tự hào sự tình Thê Rân trong lòng hay vẫn là không biết làm như thế nào mở miệng mới tốt trong nội tâm nàng xác thực rất đáng ghét Lever đối với chính mình tầng tầng tăng giá cả thức yêu cầu thế nhưng mà cũng bởi vì Lever đối với chính mình quá nghiêm khắc Chính mình muốn tìm kiếm nghĩ cách mong muốn lại để cho hắn khó xử, dù nói thế nào, tự mình cũng là hắn khám phá ra diễn viên A. Thế nhưng mà, đều gặp được Spacey rồi, chẳng lẽ còn có thế cái gì cũng không nói sao? Kevin, có kiện sự tình, ta hy vọng có thể đạt được ngươi hỗ trợ. Nếu như ngươi chịu giúp đầy, đó là tốt nhất. Ta tám phần có thể đoán được ngươi nghĩ tới điều gì, có điều, chắc lý giờ, tại ngươi mở miệng lúc trước đầu tiên trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Chắc lý giờ, ngươi rốt cuộc là nghĩ làm diễn viên, hay vẫn là muốn làm minh tinh? Spacey đã cắt đứt thê rân lời mà nói, đoạt mở miệng trước, nghĩ kỹ lại nói, đây chính là rất không đồng dạng như vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 71 Musơ bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cập nhật lúc 2014, 9, 22 ngày 12 tháng 2 năm 08 số lượng từ. 3183 Spacey vấn đề, lại để cho thê rân sững sốt một chút, có khác nhau sao? Đương nhiên là có, đỉnh cấp minh tinh, không nhất định cần hội diễn phim, nhưng là nhất định sẽ là minh tinh. Bọn hắn có lộ ra ánh sáng dẫn đầu, hữu ảnh mê, đi tới chỗ nào cũng có thể dẫn phát tiếng rít cùng hoang hô, muôn người chú ý thu nhập phong phú truyền thông lên khắp nơi đều là tin tức của bọn hắn theo bọn hắn điện ảnh ca hát mãi cho đến bọn hắn tại trong nhà mình đi đi lại lại lúc có hay không mặc vào y cái này là minh tinh mà đỉnh cấp diễn viên có rất nhiều đều là đại minh tinh chẳng qua cũng có một chút so sánh bi thảm đấy chỉ có thể diễn một ít đầu trọc sát thủ các loại nhân vật ví dụ như ta chính là một cái đỉnh cấp diễn viên thế nhưng mà đối với những cái kia đại minh tinh ta chỉ có thể biểu thị ghen ghét, à, ghen ghét nổi giận. Spacey tự dễu khoe khoang cùng động tác quá mức, lại để cho thê rân phiền muộn hệ quét là sạch, mà đang tiếng cười ở bên trong, nàng cũng nhìn thấy Spacey rất nghiêm túc ánh mắt, nàng biết vấn đề này không phải trò cười, mà là cái rất rất nghiêm túc vấn đề. Nàng không biết Spacey vì cái gì hỏi vấn đề này, thế nhưng mà Spacey vấn đề hiển nhiên là có thâm ý đấy. Chắc Lee Giờ, đối với định vị của mình không chính xác là một người thành công đại địch. Ngươi hiện tại có đủ loại buồn rầu, cũng là bởi vì chính ngươi đối với chính mình không có chuẩn xác định vị. Ngươi muốn trở thành vì là hạng người gì, chính ngươi được tin tưởng. Ngươi muốn trở thành đại minh tinh sao? Như vậy, ngươi phải chú ý nhiều hơn miêu tả hình tượng của mình. Cho mình nhiều tìm một điểm đường viện hoa tin tức, nhiều tham gia công khai hoạt động, quần áo thưởng thức phải chú ý mốt thời thượng, bạn trai muốn tìm vị nào danh khí lớn người, hợp tác thăng cấp lẫn nhau thanh danh. Bởi như vậy, ngươi chính là cái minh tinh rồi. Ta có thể trở thành minh tinh. Vì cái gì không thể đâu này. Trở thành minh tinh là tối trọng yếu nhất đồ đạt ngươi đều có a. À? Mỹ mạo ngươi có, thời thượng thưởng thức ngươi có, bạn trai, ngươi nói muốn lập tức có thể có. Spacey mà nói lại để cho thê rân nở nụ cười, những lời này xem như đàm tiếu, chẳng qua xác thực cũng đúng. Thê Rân tuổi trẻ tướng mạo đẹp, lại hiểu được thời thượng, những vật này đối với một cái diễn viên đến nói không có bao nhiêu ý nghĩa, thế nhưng mà đối với Minh Tinh đều rất trọng yếu. Muốn trở thành Minh Tinh, không có nhiều khó, điều kiện của ngươi đã có thể đơn giản đạt đến. Spacey nói tiếp, thế nhưng mà, chính ngươi nghĩ tới cuộc sống như vậy sao? Spacey vấn đề lại để cho Thê Rân sững sờ trong chốc lát, nàng không biết chính mình nên nói cái gì chính mình đi vào Hollywood thời điểm, là hướng về phía minh tinh danh khí cùng sinh hoạt đấy, thế nhưng mà ở trên các loại biểu diễn khóa, học tập diễn phim kỹ xảo thời điểm, nàng thực sự bắt đầu muốn trở thành tốt diễn viên rồi. Cho tới nay, Thê Rân đều có chút lời nói là không có cùng bất luận kẻ nào nói qua đấy. Đối với làm một cái diễn viên, nàng có lẽ không có có chính mình tưởng tượng cái kia sao ưa thích, chẳng qua đã lựa chọn cái nghề này, cái này là nàng cho tới nay cố gắng phương hướng là một minh tinh hay vẫn là một cái diễn viên? Theo Thê Rân không có gì do dự. Đương nhiên là cả hai đều muốn làm. Người khác yêu thích, cùng tôn trọng của người khác, chính mình dựa vào cái gì không thể tất cả đều muốn. Buông tha cho một ít gì đó. Buông tha cho cái từ ngữ này, cho tới bây giờ cũng không phải Thê Rân chỗ ưu ái đấy. Chỉ là, Spacey nói những này làm gì đó. Người ý đồ đến, ta có thể đoán được một ít diễn viên sinh hoạt cùng trong tưởng tượng của ngươi không giống nhau lắm, ngươi cảm thấy ủy khuất, cảm thấy khó chịu. Như vậy ta có thể nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi nghĩ trở thành một minh tinh, như vậy ngươi hành động đã có thể rồi, ngươi cần làm đấy, chỉ là cố gắng đập đã xong cái này bộ phim, sau đó có thể ly khai. Tìm Pia, quan hệ xã hội, làm cho ngươi sưu tầm, lên tạp chí, đập màu trang, sau đó hàng năm vỗ vỗ hí bảo trì ra gương dẫn đầu, sự nghiệp của ngươi ít nhất trong vòng 10 năm cũng có thể rất tốt rồi, về sau ngươi làm đúng là mỗi ngày đổi bạn trai, khai phái đúng, có thể lợi nhuận rất nhiều trước rồi. Thế nhưng mà là một cái diễn viên, ngươi phải có đầy đủ tốt hành động mới có thể. Hành động là mài luyện ra được, không phải lăng không sinh ra đấy, với tư cách diễn viên, ngươi nhất định phải ma luyện chính mình. Spacey nhìn xem thê rân biểu lộ, cũng biết mình không có nói sai, ta rất lý giải ý nghĩ của ngươi. Rất nhiều diễn viên đều là như thế. Bọn hắn cho là mình đoạt được đấy, đều là tự mình đương nhiên cần có được đấy, mà đạo diễn không chịu cho chính mình nhiều thứ hơn, bọn hắn sẽ bất mãn. Những cái kia màn ảnh, phỏng vấn, truyền thông, tạp chí, vây xem fans hâm mộ, thay người phục vụ nhân viên công tác, những này rất dễ dàng làm cho người ta một loại ảo giác, khiến người ta cảm thấy người thành công, thế nhưng mà là thành công diễn viên hay vẫn là thành công minh tinh bọn hắn không có phân rõ ràng. Ngươi được biết, Minh Tinh Lăng C là bản lãnh của ngươi, có thể ngươi hành động còn chính là đạo diễn không ngừng ma luyện mới có thể tiến bộ, những này, ngươi cẩn thận nghĩ tới sao? Thê rân khổ não, Spacey có thể thấy rất rõ ràng. Hắn làm diễn viên đã hơn 20 năm, các diễn viên vừa mới xuất đạo thời điểm gặp được vấn đề nhỏ, hắn đã sớm kiến thức rất nhiều. Thê rân là thứ kiên cường lại người thông minh, thế nhưng mà nàng cũng gặp được đủ loại vấn đề nhỏ, gặp vấn đề sẽ mê mang, tại người có ý chí xui khiến dưới sẽ xử lý chuyện sai, điều này cũng cũng không hiếm thấy. ta biết của ta tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là lever tiên sinh cho ta đấy. Thế rân nhịn không được mở miệng nói ra. thế nhưng mà ngươi như cũ bất mãn. ta biết ngươi nghĩ tới. ngươi cho rằng bộ phim này là ngươi quay chụp bộ hai điện ảnh, là nicolas quay chụp bộ hai điện ảnh, tại thử vai trong. Hắn lựa chọn ngươi, mà không phải bất kỳ cái gì khác ngươi, ngươi cho là hắn đầy đủ thưởng thức ngươi đấy, cho nên, ngươi liền nhận định, hắn cần đối với ngươi có rất cao dễ dàng tha thứ, đối với ngươi càng tốt hơn một chút. Ta không phải. Thê Rân chỉ nói ra nửa câu nói, cũng đã nói không được nữa, nàng không có khả năng lại nói xuống, tâm tư của nàng đã bị đối phương xem thấu. Nếu như đây là người khác quay chụp điện ảnh, Thê Rân hội sẽ không như thế bực bội bất an nếu như là người khác quay chụp điện ảnh, chính mình có thể hay không cắn răng kiên trì, tuyệt đối không chịu thua. Nếu như là người khác quay chụp điện ảnh, chính mình lấy được một cái nhân vật nữ chính nhân vật còn có cái gì không hài lòng đấy, còn về phần đối với đạo diễn bất mãn. Chắc chắn sẽ không, thê rân rất rõ ràng, tại Hollywood có một cái cơ hội là cỡ nào khó được, có thể có một cái cơ hội như vậy, mình coi như là dùng hết toàn lực, cũng sẽ cố gắng xuống dưới đấy. Thế nhưng mà, vì cái gì mình chính là đối với lever như vậy bất mãn đâu này thật sự như là spacey theo như lời đấy là bởi vì chính mình đối với lever có rất cao yêu cầu sao khả năng thật là như vậy đi theo lần thứ nhất gặp phải hắn đến hiện tại hắn một mực đang nói đối với mình chờ mong phi thường cao hắn nói mình sẽ trở thành tốt diễn viên đỉnh cấp diễn viên thế nhưng mà tại quay phim thời điểm hắn liền một tia tha thứ cơ hội cũng không chịu cho mình Chính mình rõ ràng diễn đến mức rất cố gắng, thế nhưng mà hắn còn chưa có không quan tâm. Nếu như làm được chuyện như vậy là cái khác đạo diễn, Thê Rân có thể khẽ cắn môi chịu nổi. Thế nhưng mà, đây là toàn bộ Hollywood cái thứ nhất đối với nàng biểu hiện ra ngoài đủ nhiều ưu ái đạo diễn. Hắn cũng thực sao đối đãi chính mình, điều này làm cho Thê Rân rất khó tiếp nhận. Bọn hắn vốn nên là là Quentin cùng Uma Thu Mần, Woody Allen cùng Diane Keaton. Hít chốc cùng những cái kia nữ lang tóc vàng bọn họ đồng dạng đấy, chính mình hẳn là hắn mu sơ, hắn đối với chính mình thưởng thức, tự mình cũng vẫn luôn vì hắn điện ảnh ra sức. Có thế Lever thái độ lại phản phất tổng là đối với nàng không hài lòng, thì lại để cho Thê Rân nhiều khi đều cảm thấy, có lẽ tại Lever trong mắt chính mình bất quá là cái bình thường đấy, tùy thời có thể thay thế tiểu nhân vật mà thôi, điều này làm cho nàng bị thương rất nặng, cũng khó khăn nhất tiêu tan người luôn khát vọng càng nhiều nữa không thứ thuộc về chính mình, thê rân cho rằng đạo diễn hội coi trọng chính mình, nhưng bây giờ chỉ là sử dụng chính mình, cái này là bất mãn ta của nàng nơi phát ra. Như vậy trong lòng âm thầm ẩn nút thời điểm còn có thể tha thứ, thế nhưng mà một khi bị bày tại trước mặt, lại có vẻ hơi vô cùng buồn cười. Lê lúc nào đã từng nói qua, nàng liền nhất định là hắn ngự dụng diễn viên rồi hả? Ý nghĩ của mình, chẳng qua là của mình tiểu tâm tư mà thôi. Thế nhưng mà, những này tiểu tâm tư, nếu như là thật sự, nên tốt bao nhiêu? Chắc lý giờ, ngươi nên hiểu rồi, Nicolas đối với ngươi nghiêm khắc, không phải là bởi vì hắn không thích ngươi, mà là vì hắn hy vọng ngươi trở thành càng diễn viên giỏi, tốt diễn viên mới có thể diễn xuất đến tốt điện ảnh. Hắn đây là đối với điện ảnh phụ trách, cũng là đối với nghề nghiệp của ngươi kiếp sống phụ trách. Nhìn thấy Thê Rân có chút đã hối hận, Spacey cũng tiếp tục nói thế nhưng mà ta có thể trở thành một diễn viên sao? Một lát sau về sau, Thê Rân mới mở miệng lần nữa, ngươi cảm thấy ta được không? Chắc lý người ngươi có cái này tiềm lực. Lúc này đây, không giống với vừa rồi mang theo vui vẻ nữa hay nói giỡn, Spacey lúc nói chuyện rất chân thành, ngươi đối với bộ phim này bỏ vốn độ mạnh yếu rất lớn, là một cái diễn viên cần có thái độ. Ngươi cũng có tài hoa của mình, có can đảm nếm thử dùng bất đồng phương thức tới biểu diễn, hơn nữa có can đảm đang biểu diễn thời điểm lớn mật gia nhập vào chính mình giải thích, những này đều rất tốt, ngươi có tư cách trở thành tốt diễn viên đấy, không muốn hoài nghi mình. Ngươi mới 22 tuổi, đã là đảm nhiệm đầu tư ngàn vạn trở lên điện ảnh nhân vật nữ chính rồi, nếu như ngươi không có thiên phú, Nicolas chọn ngươi sao? Ta 22 tuổi thời điểm, mới lần thứ nhất diễn phim bản đâu rồi, thiên phú của ngươi so với ta mạnh hơn hơn nhiều. Thê Rân cười khổ, nàng đương nhiên nghe được, Spacey thật sự trấn an nàng, có thể ngươi khẳng định chưa từng gặp được như tình huống của ta, bị đạo diễn mắng không nhấc lên nổi đầu. Ta diễn 30 năm hí, không nên cảm thấy của ta diễn nghệ kiếp sống tràn đầy thành công, như vậy đơn điệu không thú vị sinh hoạt làm sao có thể xuyên qua 30 năm. Spacey lắc đầu, chỉ là, ta và ngươi có một điểm khác biệt lớn nhất, ngươi biết là cái gì không? Thê Rân lắc đầu. Đem đạo diễn mắng xong ta về sau, ta sẽ chủ động đi tìm đạo diễn, nghĩ biện pháp lại để cho hắn tiêu tan hỏa khí, sau đó chủ động nói cho hắn biết, ta gốc đối sắc lý giải là dạng gì đấy, thử cùng hắn câu thông, hiểu rõ đến thiếu sót của mình ở nơi nào, sau đó, thử dựa theo đạo diễn thuyết pháp đi biểu hiện ra ngoài hắn mong muốn hiệu quả. Mỗi một bộ phim, đạo diễn đều có hắn mong muốn biểu hiện được nội hàm tại, người muốn biểu diễn đầy đủ được, nhất định phải được đi tìm hiểu đạo diễn nghĩ cách. Người có thiên phú, ngươi cần đấy, là có người bắt nó dẫn đạo đi ra. Đạo diễn có thể giúp ta. Với tư cách đạo diễn, nếu như ngay cả trợ giúp diễn viên bổn sự đều không có, cái kia còn tính là cái gì đạo diễn? Spacey nở nụ cười, hắn biết, mình đã dẫn dắt Thê Rân đi đúng rồi đường, Nicolas là có thể giúp người đấy, tin tưởng ta, tìm hắn chuẩn không sai a. À. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 72 Bồi dưỡng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cập nhật lúc 2014, 9, 22 ngày 12 tháng 4 năm 00 số lượng từ 3105, Lê Vơ Tiên Sinh, ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Đem thê rân lời nói ra, tại Lê vang lên bên tai thời điểm, Lê Vơ cùng Clark, chính thảo luận điện ảnh tiến thêm một bước quay chụp vấn đề lời của nàng lại để cho Clark cùng Lever đều theo đạo diễn ghế dựa đứng lên, thê rân liền đứng ở tại bọn hắn ngồi cái ghế sau lưng, tay của nàng cầm lấy mép váy, nhẹ nhàng mà cắn bờ môi của mình, ánh mắt lại không úy kỵ tí nào chầm chầm vào hai người. Spacey nói lời, lại để cho thê rân cố lấy dũng khí, trực tiếp đi hỏi Lever vấn đề. Hắn rốt cuộc là ý kiến gì chính mình hay sao? Hắn rốt cuộc là đem mình coi như hắn nữ dụng diễn viên, hay vẫn là chỉ là đem mình cho rằng hắn quay chụp điện ảnh thời điểm một cái vội vàng khách qua đường. Trong lòng hắn, đối với mình rốt cuộc là như thế nào chờ mong cùng định vị? Những vấn đề này, xác thực chỉ có lever mình mới có thể trả lời. Nếu như là người khác, có lẽ sẽ ở thời điểm này, tái tiến một bước ủy thác Spacey trợ giúp chính mình hỏi thăm một chút, lever đối với cái nhìn của mình. Thế nhưng mà, Thê Rân lại lựa chọn trực tiếp tìm được lever hỏi thăm cái nhìn của hắn nàng cho tới bây giờ đều là cái trực lai trực khứ bụng dạ thẳng thắn người đã nhận rõ vấn đề của mình như vậy liền không cần phải quanh co lòng vòng ý của ngươi là muốn cho ta ly khai clark nhìn thấy thê rân không mở miệng cũng rõ ràng rồi một mấy thứ gì đó quấy rầy công tác của ngươi thực xin lỗi thê rân cũng không khách khí lập tức liền gật gật đầu đồng thời tiến về phía trước một bước đem clark ngồi cái ghế hướng đi qua Clark quay đầu lại nhìn xem Lever, bất đắc dĩ nhún nhún vai, vỗ vỗ Lever, "Chính mình đi ra." "Ngươi muốn nói điều gì, còn cần phải lại để cho Clark ly khai?" Lever nhìn xem Thê Rân, ra hiệu nàng ngồi xuống đồng thời, trong nội tâm cũng có chút hơi kinh ngạc. "Ta muốn hỏi ngươi một vài vấn đề." Thê Rân cau mày, nhăn nhó sau nửa ngày mới mở miệng, "Ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi vì cái gì lựa chọn ta với tư cách bộ phim này diễn viên?" ta cho rằng ngươi rất có khí chất, cũng rất có tiềm lực, có thể trở thành một tốt diễn viên. Lê Vơ lập tức làm trả lời. Thế nhưng mà, hai ngày này diễn phim, ngươi luôn nói của ta hành động quá kém. Thê Rân nói thẳng ra nghi vấn của mình, ngươi vẫn luôn đang nói, khí chất của ta có thể rất tốt biểu hiện ra ngoài một cái đỉnh cấp kịch bản diễn viên cần có khí chất, thế nhưng mà tại ta biểu diễn thời điểm, lại luôn nói của ta hành động không tốt, ta rốt cuộc là khí chất thật tốt, hay vẫn là khí chất không tốt? Đã muốn hỏi, như vậy liền trực tiếp hỏi lên mấu chốt nhất đúng là rồi, hiện tại thê rân quan tâm nhất, chính là lê Vơ đến cùng phải hay không thật sự quan tâm chính mình, thái độ đối với chính mình đến tột cùng là như thế nào, bởi vậy, vấn đề này, cũng là nàng vấn đề thứ nhất. Lê Vơ nhìn xem hắn, cũng là rõ ràng rồi một ít. Dùng thê rân tính tình, nhất định là gặp chính mình gây khó dễ bình cảnh, mới sẽ tìm đến hắn thương lượng. Cũng tốt. Tự mình cũng xác thực cần nhiều cùng nàng nói chuyện. Diễn viên khí chất cùng với hành động kết hợp lại mới có thể thể hiện ra một cái diễn viên xuất sắc. Lê Vân nghĩ nghĩ, hắn không muốn lại trực tiếp bình luận thê rân diễn phim, cái kia khó tránh khỏi có chút quá đau đớn người, đã chúng ta hiện tại đập châu Âu hí, như vậy chúng ta liền nói nói châu Âu diễn viên tốt rồi. Toàn bộ thế giới điện ảnh ngành sản xuất, loại trừ nước Mỹ đếm được lấy đúng là nước Pháp rồi, liền nói nói nước Pháp diễn viên đi thê rân méo mó đầu nàng mong muốn nghe một chút lever sẽ nói đi ra cái gì chúng ta tới làm một ví dụ đi sophie marseille vừa vào nghề liền được người xưng là isabella adjani người nối nghiệp loại trừ hơi có chút như bên mặt là tối trọng yếu nhất hay vẫn là các nàng khí chất tiếp trận, các nàng đều có một loại cực kỳ không linh xuất trần khí chất cái loại này thoáng có chứa chút ít tố chất thần kinh lãnh diễm cùng kiều mị là cực kỳ hiếm thấy khí chất nhưng là chúng ta đều biết các nàng phát triển quỹ tích hoàn toàn bất đồng. Adjani 20 tuổi liền đề danh Oscar bóng dáng, càng Berlin bóng dáng đều lấy được, vì tình yêu tránh bóng đêm gần 10 năm, tái nhậm chức về sau 39 tuổi diễn 18 tuổi nữ nhân, đồng dạng giấu giếm sơ hở, lần nữa đạt được cây sa thưởng. Thế nhưng mà Sophie Marseille, nàng con trai ruột của mình đều cho rằng nàng không bằng Adjani, ta cũng sẽ không nói cái gì. Nói đến hành động Sophie, Marseille xác thực không được. Nàng rất có khí chất, cũng rất có tính cách, nhưng đáng tiếc chính là, trước khi đi đường quanh có quá lớn, chính mình diễn nghệ kiếp sống làm lựa chọn sai lầm, lưu lại tiếc nuối xác thực cho toàn bộ thế giới đấy. Adjani vì cái gì so Sophie, Marseille cường. Khí chất lên hai người tiếp cận, vận mệnh đã nói, vận khí cũng gần như, đều là xuất đạo là được tên, Sophie Massey cố nhiên là bởi vì tình yêu cần phải đi quay chụp tổ ngói ski điện ảnh. Adjani cũng vì yêu đương liền đẩy bản năng cùng không đạo đức giao dịch, nàng chưa hẳn liền so Sophie Massey mệnh tốt. Nước Pháp nữ nhân đều là không sai biệt lắm tính tình, không sai biệt lắm gặp gỡ, thế nhưng mà Adjani càng thêm xuất sắc, vì cái gì? Thê rân méo mó đầu, những này nàng cũng không có cẩn thận nghĩ tới. Nàng cũng biết Adjani, nói như thế nào cũng là nước Pháp cung điện cấp diễn viên chẳng qua nàng càng thêm quan tâm, không phải Adjani hành động, lại càng không là Adjani cùng Sophie Marseille hành động lên khác biệt. Nàng quan tâm đấy, hơn nữa là Adjani cùng dây, lưu câu chuyện tình ái, cái kia đoạn hai cái vĩ đại diễn viên tình yêu mới càng thêm hấp dẫn nàng. Mà Sophie Marseille bị nàng chỗ chú ý cũng là nàng cùng tổ ngói ski tình yêu, một cái thanh xuân thần tượng đã yêu lớn hơn mình hơn 20 tuổi sắc, phim xét đạo diễn, coi như là truyền kỳ những này bác quái, nàng toàn bộ đều biết, có thể ác gia hành động so Sophie, Marseille cường ở nơi nào. Thê rừng không biết. Tự hồ, cái này chính là mình chênh lệch. Ta khó mà nói chênh lệch. Có điều, trong hội đều nói, Sophie là thứ nổi danh tốt tính tình, thế nhưng mà vị kia ác tiểu thư, không ít đạo diễn đều coi nàng là bệnh tâm thần đấy. Cái này là vấn đề chỗ ở rồi. Lever gật gật đầu, khí chất của các nàng, có chút tiếp cận với nữ thần cảm giác, nói trắng ra là, chính là một loại lân lân, không giống nhân loại tiên khí. Loại này tiên khí, làm cho các nàng không linh, phiêu giật, cao không thể chạm. Thế nhưng mà, Ác Gia Ni dựa vào chính mình hành động đền bù điểm này, nàng sức bật rất mạnh, diễn phim thời điểm, có rất mạnh tính công kích, có thể trong nháy mắt đem nàng tiên khí tất cả đều chuyển hóa thành tức giận bạo phát đi ra. Loại công kích này tính, làm cho nàng đã có bừng bừng tức giận, nạn đích sinh khí làm cho nàng lộ ra như một người, đem đám mây tiên tử biến thành phạm nhân. Sophie, Marseille xuất đạo 10 năm, tuy nhiên lại vẫn là không linh nhu nhược đấy, liền chút biến hóa đều chịu không được, thoát ly phàm trần. Adjani dựa vào chính mình hành động, hoặc hóa vẻ đẹp của mình, để cho mình chói mắt mà không bị trói buộc, đương nhiên, khó mà nói một điểm, chính là nàng cá tính quá mạnh mẽ, bị rất nhiều người đều ở sau lưng nói nàng là bệnh tâm thần. Hóa ra là như vậy. Tự hồ là cái rất đơn giản giải thích, chỉ là một cái đơn giản sức bật bất đồng, Lever liền giải thích hai người bất đồng. Mà Thê Rân tại gật đầu tán thành thời điểm, nghĩ đến càng nhiều nữa, lại là thiếu sót của mình. Rất nhiều người đều có như vậy thưởng thức. Tốt đạo diễn chỉ đạo điện ảnh, đối với diễn viên mà nói là có thêm trọng đại tăng lên ý nghĩa đấy. Nàng một mực không hiểu. Có rất ít đạo diễn chính mình hội diễn phim đấy, không ít hàng hiệu đạo diễn xuất thân đều là cùng diễn nghệ giới không có có quan hệ gì người, những người này chỉ đạo, chính mình làm sao có thể sẽ có thăng cấp. Chính bọn hắn cũng sẽ không diễn. Có thế hiện tại, cùng Lever nói chuyện ở bên trong, nàng cũng hiểu được rồi, tốt đạo diễn không cần chính mình hội diễn phim, nhưng là bọn hắn biết, diễn viên giỏi làm như thế nào diễn phim. Một cái diễn viên ưu điểm là cái gì, khuyết điểm vậy là cái gì, bất đồng diễn viên ở giữa khác biệt là cái gì nên như thế nào sử dụng diễn viên mới có thể đem diễn viên ưu thế phát huy được đem hoàn cảnh xấu dấu ẩn núp đi tốt đạo diễn đối với mấy cái này đều rất rõ ràng mà nếu như bọn hắn cam tâm tình nguyện nguyện ý cùng diễn viên tâm sự như vậy diễn viên sẽ rất nhanh ý thức được thiếu sót của mình cùng phương hướng phát triển chuyện này đối với diễn viên mà nói ý nghĩa rất trọng đại đối với diễn viên mà nói một số thời khắc không biết làm như thế nào thăng cấp mình là một vấn đề rất lớn diễn viên định vị không được, rất có thể liền làm cho một cái diễn viên cả đời không có gì tiến bộ, thậm chí tại sai lầm trên đường đi được quá xa, trực tiếp một đầu trồng chết. Hoa hảo đạo diễn hợp tác, có thể lý giải sở trường của mình, ngược lại làm nhất thích hợp công tác của mình, chuyện này đối với diễn viên mà nói là trọng yếu đến đâu chẳng qua được rồi. Chỉ là, lever đối với chính mình biết là căn cứ khí chất của mình cùng đặc điểm định nghĩa sao. Thê Rân lập tức cũng thì có mới nghi vấn, nàng còn không hỏi ra miệng, Lever cũng đã mở miệng. Charlie giờ khí chất của ngươi ở bên trong có một loại khá cao ngạo, tương đương lăng nhiên khí chất. Loại khí chất này có thể cho ngươi ra hiện tại trong phim ảnh thời điểm, liền biểu hiện ra ngoài thường nhân chỗ khó có thể với tới ánh sáng lóa mắt màu. Thế nhưng mà, như vậy Mị Lực cũng biết lại để cho ngươi bởi vì loại khí chất này mà định ra hình, mà biến đã mất đi tại trong phim ảnh biến hóa. Đối với cái loại này xuất trần khí chất đánh vỡ nó biện pháp tốt nhất chính là bộc phát mà đối với ngươi loại này lăng nhiên khí chất đánh vỡ nó biện pháp tốt nhất chính là bi thống một người luôn tại đám mây là không thể nào diễn trò hay đấy ngươi cần học đấy liền là như thế nào theo đám mây đi xuống nói thì dễ bắt tay vào làm khó đây thê rân sâu kín nói cho nên ta mới có thể vẫn đối với ngươi có cực kỳ nghiêm khắc yêu cầu a à, nói cách khác người cho rằng ta vì cái gì cần phải buộc người đối với một cái tràn cảnh nhiều lần diễn luyện thì ra hắn không là hoàn toàn không quan tâm chính mình hắn không quan tâm đấy chỉ là của mình điểm này tiểu tính tình cùng mình điểm tiểu tâm tư kia đối với tại nghề nghiệp của mình kiếp sống hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ đúng vậy a à, chính mình vẫn luôn tại oán trách hắn chỉ lo điện ảnh mà không quan tâm các diễn viên tương lai thế nhưng mà với tư cách tốt đạo diễn làm sao có thể không cân nhắc diễn viên chỉ là với tư cách nam nhân, không quá quan tâm những chuyện nhỏ nhặt kia tình, mà là càng thêm quan tâm nghề nghiệp của mình mà thôi. Cái này cũng chính là nói rõ hắn đối với chính mình chờ mong. Nếu mặc kệ sống chết của mình, làm gì vậy còn muốn nghiêm túc bồi nuôi mình. Một thẳng đến lúc này, thê rân trong lòng mới biến thoải mái, nguyên bản trầm tích ở ngực gánh nặng mới đã nhận được giảm bớt. Khóe miệng của nàng dần dần phủ lên dáng tươi cười. Rồi sau đó nàng mang theo vui vẻ lần nữa đã mở miệng, như vậy, ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ mới có thể làm cho mình diễn được rất tốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 73 Băng Mỹ Nhân Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Cập nhật lúc 2014, 9, 23, 12, 18, 16 số lượng từ. 3068 đem hiểu rõ trong nội tâm một mực xoắn suýt khó có thể lý giải được vấn đề về sau, thê rân thần sắc, thoáng cái liền buông lỏng rất nhiều. Lòng người là rất kỳ quái. Đối với tại Hollywood dốc sức làm hai năm, lại cơ hồ không người thưởng thức thê rân mà nói, Lever thưởng thức hay không đối với nàng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Lever là người thứ nhất nguyện ý coi nàng là làm chủ diễn đạo diễn, cũng là người thứ nhất nhận định nàng có thể thành công đạo diễn theo thê rân hắn đối với chính mình đánh giá như thế nào thậm chí có thể nói là chính mình chức nghiệp kiếp sống lớn nhất một cái bước ngoặt sự bất an của nàng cùng lo nghĩ cũng chính là vì vậy mà mà ở biết rõ ràng chính mình tại lever xem đến vẫn rất có sức nặng về sau thê rân nguyên bản đối với lever một điểm oán hận cũng là đều biến mất không thấy thậm chí còn nàng còn cảm thấy có chút thoáng tự hào ít nhất lever chú ý không phải là của nàng xinh đẹp mà là nàng hành động thê rân trong sinh hoạt chưa bao giờ khuyết thiếu đừng người gọi mình vì là mỹ nhân đối với nàng hành động chú ý cũng không nhiều nhưng đối với một cái diễn viên mà nói có đồ vật gì đó so với chính mình hành động bị đạo diễn thừa nhận càng đáng giá tự hào hay sao bởi vậy khi nàng nghĩ thông suốt những này về sau ánh mắt của nàng liền nhu hòa hơn nhiều nhìn ra được ngươi là ác mê điện ảnh nếu như ta cần diễn phim như vậy ta là cần cùng ác học tập sao Nàng xem như tốt nhất nước Pháp nữ tinh. Thầy Trần đưa ra vấn đề của mình. Trong khoảng thời gian này, nàng gặp được vấn đề lớn nhất hay vẫn là diễn phim không cách nào diễn tốt. Mặc dù không sai đã đã biết Lever rất coi trọng chính mình, thế nhưng mà nên như thế nào diễn trò hay cái vấn đề khó khăn này, nàng vẫn là không cách nào giải quyết đấy. Bởi vậy, nàng cũng muốn hỏi một chút Lever, nhìn xem mình rốt cuộc nên như thế nào diễn phim. Mà ngồi tại đối diện với cô nàng, Lever cũng phát hiện thê rân cảm xúc ở trên, tự hồ có đi một tí biến hóa vi diệu, hình như là nàng và mình ngăn cách càng thêm thiếu. Trong lòng của hắn cũng có chút thiểu thiểu cao hứng. Đoạn thời gian gần nhất này đến nay, mình và thê rân trao đổi rất ít, thế cho nên thê rân tại mấy ngày hôm trước quay chụp ở bên trong, vẫn luôn cảm xúc không tốt, khó coi. Lever tuy nhiên vẫn luôn nghĩ đến muốn hảo hảo cùng nàng tâm sự, thế nhưng mà, Lever chuyện của mình cũng không ít bộ phim này đầu tư tuy nhiên không nhỏ mà dù sao là mystery công ty lần thứ nhất đầu tư quay chụp điện ảnh lever cũng không có quá nhiều đủ để tín nhiệm nhân thủ rất nhiều nơi hắn đều được tự thân đi làm cũng làm cho hắn sơ sót cùng diễn viên trao đổi mà hiện tại nhìn thấy thê rân cùng mình ngăn cách giảm bớt đây chính là đại hảo sự đã thê rân hiện tại có chút mở ra nội tâm rồi như vậy chính mình thì càng cần rèn sắt khi còn nóng nàng nghĩ phải biết rằng nàng làm như thế nào diễn phim như vậy chính mình liền hảo hảo cho nàng nói một chút là được. Đúng vậy, điểm ấy ta thừa nhận, nàng là thứ tốt diễn viên, xinh đẹp cùng hành động cùng tồn tại, ta đúng là nàng mê điện ảnh. Chẳng qua muốn nói tốt nhất, nước Pháp nữ minh tinh điện ảnh ở bên trong, tại phim mới là tốt nhất hành động phái, nàng diễn nhân vật, thật sự là thiên biến vạn hóa, khiến người ta không thể không bội phục. Thậm chí còn có khi ta cảm thấy mà ngay cả Meryl ship so về tại P hay vẫn là chênh lệch đi một tí. Nàng tiếp hí quá nhiều, nhiều khi người tung bay ở hí bên ngoài, dung nhập không đến hí bên trong đi. Lever hắn nói tiếp đi lên cái nhìn của mình, lúc này đây, hắn lại lúc nói chuyện, thê Rân chỉ là ngồi ở một bên mang theo vui vẻ nhìn xem hắn, lặng lặng nghe hắn cao đàm khoát luận, thậm chí còn, đối với Lever khen ngợi Adjani khuôn mặt đẹp, nàng đều không có tóc tóc ra bất kỳ ý kiến phản đối gì, mãi cho đến hắn nói xong lời nói mới mở miệng. Vậy ý của ngươi là, ta là nên học tập tại P, hay là nên học tập Merin? Đều đừng học, ngươi học không được. Nói đơn giản, ngươi level quá thấp, trực tiếp cùng các nàng học, cái gì đều học không được đấy. Lever lắc đầu. Merin cũng tốt, tại P cũng thế, đều là đỉnh cấp diễn viên, tuy nhiên Lever đối với Merin, strip tiếp hí quá nhiều, không cách nào làm được 10 phần vào hí diễn phim thái độ có một chút bất mãn, chẳng qua hắn cũng phải thừa nhận, Merin coi như là bất nhập hí, chỉ bằng vào lấy nàng đã đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao, bên ngoài kỹ xảo biểu hiện, cũng có thể đem điện ảnh diễn được tốt vô cùng. Thê Rân cùng các nàng bất đồng, nàng không có quá nhiều biểu diễn kinh nghiệm, biểu hiện trên kỹ xảo cùng những nhân vật kia kém không phải nửa lần hay một lần, mong muốn mù quán đích trong mèo vẽ hổ, cái kia chính là mình khó vì chính mình rồi. Ngươi hiện tại càng nhiều nữa, cần phải cân nhắc như thế nào biểu diễn ra đến nội tâm của mình cảm thụ. Với tư cách tuổi trẻ diễn viên, hành động không có khả quan, nhất định phải càng nhiều nữa cân nhắc thông qua nội tại cảm tình bỏ vốn đến cải biến biểu hiện của mình lực. Còn nói bắt trước, ngươi biết Catherine Denver a. À. Lever nghĩ nghĩ, đã chính mình vẫn luôn đang nói châu Âu diễn viên, như vậy, lúc này đây hay là dùng châu Âu diễn viên nêu ví dụ con tốt rồi vậy sẽ là của ngươi cố gắng phương hướng ngươi là người mẫu xuất thân đã mặc là cứng nhắc đấy như vậy liền nghĩ biện pháp lại để cho ánh mắt của mình học xong nói chuyện catherine edenerver cũng là nổi danh băng mỹ nhân nhưng là ánh mắt của nàng rất linh hoạt cái này đền bù nàng hành động chưa đủ ngươi hiện tại muốn học đấy chính là lại để cho ánh mắt linh hoạt lên mỗi người ra đạo kinh lịch trên cơ bản cũng chính là quyết định một người phát triển con đường Jim Carrey như vậy siêu cấp linh hoạt mặt, là hài kịch diễn viên đặc thù đấy, có thể đủ bộ mặt cùng động tác biểu lộ người nói chuyện rất ít, bình thường diễn viên muốn học cũng học không được. Mà kịch bản xuất thân diễn viên, đối với lời kịch nắm chắc, tự nhiên sẽ cao nhân một bậc, đây là bọn hắn biểu diễn kinh nghiệm chỗ giao phó bọn hắn đấy, không phải thiên phú bố trí, mà là lịch lãm rèn luyện tâm đắc. Mà chắc lý do Thê Rân như vậy người mẫu xuất thân diễn viên là để cho nhất người xem thường người mẫu kiếp sống cho các nàng rất tốt đường công, muốn trở thành bình hoa dễ dàng, nhưng là người mẫu sinh hoạt thực sự làm cho các nàng bộ mặt biểu lộ, tứ chi động tác đều quá độ sơ cứng, mong muốn biểu hiện ra ngoài rất tốt hành động là cực kỳ khó khăn đấy. Đã người xuất thân cùng kinh nghiệm bất đồng, như vậy, đang diễn trò thời điểm phải có bất đồng phương pháp xử lý mới tốt. Chính như Lever từng nói, Sophie Marseille bọn người theo vừa vào nghề, liền được người xưng là tinh linh tiên nữ y hệt khí chất phải dựa vào sức bật đến bổ sung chính mình hành động chưa đủ, thê rân như vậy diễn viên, phải dựa vào ánh mắt, rất nhỏ trong lúc biểu lộ toát ra đến nhu nhược, đến đạt được hành động bổ sung. Các diễn viên hành động là cần chăm đối với tình huống của mình xuất phát đấy, một cái diễn viên biểu diễn, chỉ cần nghĩ thông suốt điểm này tự dễ làm khá hơn rồi. Nét mặt của ta sẽ không thay đổi. Thê rân nghe xong được lever mà nói về sau, đầu tiên chú ý tới chính là hắn trong lời nói vấn đề, lê Vơ cái này đánh giá, là nạn đầu tiên chú ý tới đấy. Ngươi cho rằng đâu này? Ngươi quá trục trè rồi, diễn phim thời điểm luôn không thả ra, coi như là ngươi đang biểu diễn lệ rơi đầy mặt thời điểm, bộ mặt vẫn là kéo căng đấy. Ta thật sự không rõ, ngươi vừa rồi không có cả qua cho, vì cái gì mặt cứng nhắc như là đánh thịt độc khuẩn que đồng dạng sẽ không động. Người mẫu sinh hoạt đối với ngươi ảnh hưởng thật sự liền lớn như vậy, lớn đến lại để cho mặt của ngươi đều biến thành thạch cao tình trạng. Này! Thê Rân có chút tức giận quát khẽ một tiếng, đã cắt đứt lê vơ lời mà nói, hiện tại cũng không phải quay chụp thời gian, đừng như vậy cay nghiệt. Lê -vơ thuận theo gật đầu, không lên tiếng nữa, thê Rân cũng nhíu mày, đến cùng ta vì cái gì thì sẽ không thể diễn vô cùng tốt đâu này. Ta nói ngươi đây là ngươi không đủ kinh nghiệm vấn đề. Denver mặc dù là băng mỹ nhân, nhưng là ít nhất nội tâm của nàng cực nóng thông qua màn ảnh có thể bắt lấy trong ánh mắt nàng cái kia chút ít nhiệt tình thế nhưng mà ngươi không được nội tâm của ngươi cũng là lạnh đấy ngươi không nghĩ thông suốt xem qua thần toát ra đến tư tưởng của ngươi bởi vì như vậy bị hư hỏng khí chất của ngươi đây không phải thời thượng thanh tú ngươi không thể đem ta màn ảnh trở thành một đám người xem ở trước mặt ta làm dáng đối với chính ngươi không có lợi điện ảnh cùng thanh tú trường bất đồng ngươi được có cái này khái niệm thanh tú trên trận, ngươi e rằng xem bọn hắn, có thấy kịch bản ở bên trong, ngươi được hòa tan vào. Điện ảnh cùng thanh tú trường, khác biệt lớn nhất cũng ngay ở chỗ này. Trong phim ảnh diễn viên hết thảy biểu diễn, cũng là vì điện ảnh có thể rất tốt mà làm đấy, một số thời khắc, các diễn viên cần để cho da của mình lỏng, lại để cho cơ thể của mình run rẩy, thậm chí để cho mình biểu hiện ra ngoài chính mình xấu nhất lậu một mặt. Nếu như một cái diễn viên đang khóc, chửi rủa, tức giận những tâm tình này biến đổi lớn thời điểm, còn muốn lấy như thế nào để cho mình xem ra rất đẹp, cái này diễn viên cũng cũng đừng nghĩ quay xong rồi điện ảnh rồi. Dung nhập vào kịch bản ở bên trong. Cái này là ngươi đối với ta đề cử phương pháp xử lý. Ta chỉ là đề cử ngươi cái này một bộ phim làm như vậy, về sau ngươi vẫn phải là đi luyện tập hành động đấy, hành động là phần cứng, tâm lý cảm thụ là software, phần cứng không tốt software lại bổng cũng là uổng phí hiện tại bất quá là kế tạm thời, những vật này, ngươi người đại diện không có đã cho ngươi đề nghị sao? Ta chính đang chuẩn bị đổi người đại diện. Thê Rân cũng có chút rõ ràng rồi, cái gì mới là một cái tốt người đại diện nên làm, Billy nhìn như vì chính mình cân nhắc, thế nhưng mà hắn những thủ đoạn kia căn bản không có thể làm cho mình thành công. Từ khi biết hắn đến hiện tại, hắn cho mình đề đề nghị, trên cơ bản đều là chút ít không thế nào thành công đề nghị, như vậy người đại diện, cũng không có thể lại dùng rồi đối với quyết định này của nàng lever không có bao nhiêu hắn cũng không biết thê rân người đại diện là cái nào hắn cũng không đáng làm một cái người đại diện đã mất đi công tác mà quan tâm ngươi đã người đại diện không được như vậy ta trước hết giáo ngươi khỏe rồi nhớ kỹ điện ảnh biểu diễn ở bên trong ngươi có thể thử đem chính ngươi một ít cảm xúc cùng cảm tưởng trực tiếp dẫn vào đến trong phim ảnh đến bày ra trong phim ảnh cần cảm xúc ta cần ngươi biểu hiện ra ngoài đấy chỉ là bi ai của ngươi cùng tuyệt vọng, mà không phải cần phải là có trong phim ảnh nhân vật nghĩ cách mới có thể. Thế nhưng mà biểu hiện thống khổ rất khó, ta chưa từng có thống khổ cùng tuyệt vọng qua. Chưa từng có. Ngươi tại mồ cô cha gia đình lớn lên đó a, à, phụ thân ngươi lúc trời đi, ngươi là tâm tình gì hay sao? Lê lúc này đây lời nói, lại để cho thê rân sắc mặt đột nhiên đại biến. Ngươi là như thế nào biết ta sự tình trong nhà hay sao? Thê Rân rất rõ ràng nhớ rõ, những lời này chính mình chưa bao giờ nhắc tới qua, mà những chuyện này, nàng cũng cho tới bây giờ đều không muốn khiến người ta biết, ngươi là như thế nào biết ta chuyện của cha mẹ hay sao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 74 Tri Kỷ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com cập nhật lúc 2014, 9, 23, 12, 20, 11 số lượng từ. 3054 thê rân chưa từng có cảm giác được qua, bí mật của mình, vậy mà sẽ bị người khác trong nháy mắt, cứ như vậy tất cả đều khám phá. Từ khi nàng đi vào Hollywood về sau, suốt 2 năm, nàng chưa từng có trước bất kỳ ai nhắc qua gia đình của mình là như thế nào gia đình, chưa từng có hướng người nhắc qua, mẹ của mình, là như thế nào phụ nuôi mình đấy nàng tại Hollywood nhưng lại gặp được rất nhiều không công chính đãi ngộ, thế nhưng mà những cái kia tao ngộ, bản tính kiên cường nàng, cũng chưa từng có cùng bất luận kẻ nào nhắc qua, những chuyện này, nàng tự nhận là đều là thật sâu vùi giấu ở đáy lòng không có có người biết đến, có thể hiện tại Lever lại đem những này toàn bộ đều nói ra, phản phất thoáng cái sẽ đem nàng toàn bộ nội tâm thế giới, tất cả đều bạo lộ ra. Còn có cái gì sau bí mật của mình tất cả đều bại lộ càng thêm đáng sợ hay sao? Thê Rân nhìn chầm chập Lê Vơ, mong muốn theo chỗ của hắn tìm ra hắn rốt cuộc là như thế nào hiểu rõ bí mật của mình đấy. Đừng khẩn trương như vậy, ta chỉ là phân tích của mình đấy. Lê Vơ phát hiện, trước mặt Thê Rân, đột nhiên giống như là một con mèo đồng dạng, toàn thân cộng lông trong nháy mắt liền đều tạc lên, trong ánh mắt cũng tràn đầy cảnh giác, hắn cũng biết mình mà nói cần càng nhu hòa một chút, ảo não dưới, hắn vươn tay, tại Thê Rân trên vai đóng một cái, làm cho nàng khẩn trương cảm xúc an ổn xuống. Ngươi là làm sao chia tích hay sao? Gia đình của ta tình huống, ngươi là như thế nào phân tích ra hay sao? Thê rần không để ý đến lê trấn an, nàng run rẩy bả vai, bỏ qua rồi lê tay, chỉ là chầm chầm vào lê tiếp tục truy vấn lấy. Lê vơ thở dài, nói mà bắt đầu. Tuy nhiên hắn biết đến có nhiều thứ, đúng là chính mình kiếp trước biết đến nhỏ tí tẹo tư liệu, có điều có nhiều thứ cũng đúng là phân tích của hắn dù nói thế nào hắn cũng là đạo diễn nếu như ngay cả nhân vật tính cách nguồn gốc cùng như thế nào phân tích đều không biết vậy mình cũng quá thất bại rồi ta biết ngươi đến nay ngươi nhiều lần đề cập mẹ của ngươi có thế chưa từng có đề cập qua phụ thân ngươi ngươi đi vào hollywood lưu lạc còn muốn mang theo mẫu thân điều này cũng đã chứng minh ngươi đối với mẫu thân không muốn xa rời tính cách của ngươi rất kiên cường hoàn toàn không giống như là một nữ hài tử cần có tính cách như vậy nghịch phản tâm lý, cũng là thuộc về mồ cô cha gia đình hài tử đặc hữu đấy, lại có, ngươi cái chủng loại kia cực độ kiêu ngạo khí chất, cũng là một loại che giấu tự mình nội tâm yếu ớt cùng khủng hoảng màu sắc tự vệ, mà tự ti cảm xúc. Tốt rồi, ngươi không cần phải nói rồi. Thê rần đã cắt đứt lever lời mà nói, nàng chầm chầm vào lever, không nói câu nào. Một mực đã qua thật lâu, nàng mới khoan thai thở dài. Ngay tại mấy giờ trước kia, chính mình còn cho rằng, Lever căn bản không biết chính mình, hắn rất khó lý giải chính mình, nói không chừng hội không ủng hộ chính mình, có thể là vừa vặn mấy giờ qua đi, ý nghĩ của mình cũng đã là lộ ra quá mức buồn cười rồi ở trước mặt của hắn, chính mình lại bị thấy như vậy thấu triệt, mà ngay cả những cái kia mong muốn không đối với bất kỳ người nào nhắc tới sự tình, hắn cũng có thể xem nhất thanh nhị sở. Tính cách của mình, tính tình của mình, lựa chọn của mình, mình làm sự tình phương châm cùng làm việc đặc điểm, những chuyện này mình bình thường đều không có chú ý tới chính mình tự ti cảm xúc ỷ lại tâm tính còn có chính mình nghịch phản tâm lý những vật này đối với ảnh hưởng của mình thế nhưng mà lê vơ vậy mà tất cả đều chú ý tới thậm chí còn tất cả đều liên hệ rồi lên theo rân lần đầu phát hiện phẫn nộ cùng cao hứng vậy mà cũng là khả năng nhất phát ra nổi đến đấy một phương diện chính mình phẫn nộ tại người khác nhìn trọng chính mình tư ẩn có thế một mặt khác chính mình lại vì thậm chí có người có thể hiểu rõ chính mình hết thảy, cảm thấy tự đáy lòng vui vẻ. Nàng dúi đầu vào trong cánh tay mặt, nàng không biết nên như thế nào ngẩng đầu đối mặt lê Vơ, thậm chí cũng không biết nên như thế nào mặt đối với chính mình. Mà lúc này, lê Vơ cũng giống như vậy có chút ảo não. Hắn chính mình biết, chính mình có chút nóng vội rồi, bởi vì điện ảnh quay chụp vẫn luôn không phải rất thuận lợi, tâm tình của hắn cũng có chút vội vàng hắn vô cùng muốn cho thê rân diễn tốt điện ảnh rồi, thậm chí nâng lên đi một tí so sánh mẫn cảm đấy, không nên đề cập chủ đề. Không có có bất cứ người nào nguyện ý chính nhà mình đích tư ẩn bị người vạch trần lộ ra, coi như là lại diễn viên giỏi cũng không thể đi chạm đến những này việc tư, cái này là của mình sai lầm, chính mình không nên làm như vậy. Chắc lý giờ, xin lỗi rồi, có một số việc ta biết ngươi là không quá nghĩ để cho người khác biết đến, ta không phải cố ý mong muốn đi nhìn trọng ngươi tư ẩn chỉ là Ta biết ngươi vì tốt cho ta. Nghe được Lê Vơ giải thích, Thê Rân mới ngẩng đầu lên, nàng không có chú ý, trong ánh mắt của mình nhìn thấy đồ vật đã có chút mơ hồ, cũng không có chú ý tới, mặt mũi của nàng, cũng là diễn phim lúc chưa từng có dung nhan tiều tụy, chỉ là ta không quá hy vọng nhắc tới phụ thân của ta, gia đình của ta, không nên nói nữa những này được chứ. Lý giải, mỗi người gia đình đều có được một vài vấn đề, những vấn đề này mọi người đương nhiên không muốn bị người khác thảo luận lever gật gật đầu kỳ thật ta chỉ là muốn nói nói điện ảnh quay chụp vấn đề nói cho ngươi biết nên đi nghĩ vị nào cảm xúc những lời này không phải theo liền có thể đề cập đấy hơn nữa ngươi từng có cái gì cực khổ được rồi đó là của ta sai lầm lever cũng tương đương thống khoái thừa nhận chính mình khuyết điểm không có đi cùng thê rân tranh luận ta chỉ là muốn lại để cho ngươi biểu diễn càng thêm xuất sắc ngươi không có phát hiện chính mình hiện tại cũng đã là tương đương biểu hiện xuất sắc nỗi thống khổ của mình sao dáng vẻ hiện tại có thể so sánh ngươi diễn phim thời điểm nhiều xuất sắc rồi lever phát hiện coi như là thê rân tính tình rất đặc biệt dù sao cũng hay vẫn là nữ hài tử cùng nữ nhân biện luận là không có ý nghĩa đấy hắn dứt khoát hay vẫn là trực tiếp đem thoại để chuyển hướng rồi quả nhiên hắn mà nói lại để cho thê rân nhẹ nhàng mà a à một tiếng đứng lên chạy hướng về phía trang điểm đài vị trí. Trong gương, nàng tóc hiện trên mặt của mình có rõ ràng vệt nước mắt, hơn nữa, nàng hiện tại thần sắc, cùng biểu diễn thời điểm, có khác nhau rất lớn. Đây mới thực sự là thống khổ người cần từng có biểu lộ, thê rần có chút rõ ràng rồi. Chính mình rất khó đi biểu diễn đi ra những cái kia tuyệt vọng cùng thống khổ, thế nhưng mà tại chính mình nghĩ tới rồi phụ thân của mình thời điểm, chính mình lại có thể chân thật cảm giác được cái loại này cảm tình. Lever làm một chuyện, đúng là muốn tốt cho mình, hắn mong muốn dẫn đạo ra đến tình cảm của mình, để cho mình rất tốt diễn tốt cái này một bộ phim. Chỉ là, hắn dùng phương pháp hơi quá đáng chút ít, hắn căn bản không biết chính mình trải qua cái gì, liền đối xử như vậy chính mình. Lúc này đây, tuyệt đối là sai lầm của hắn. Người theo ta tới, ta cần bổ trang. Trừng Lever liếc, thê rần lôi kéo hắn, đi về hướng phòng của mình xe không cần trang điểm lại a à, ngươi hôm nay có thể tạm thời nghỉ ngơi đến ngày mai lại diễn phim cũng không muộn lever ở sau lưng nàng lần nữa đã mở miệng có lẽ là ta quá nôn nóng rồi dùng phương thức như vậy vẽ ra đến ngươi tâm tình bi thương là có chút không ổn đấy đem chuyện này đã quên sau đó nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát ngày mai chúng ta lại thử một chút những phương pháp khác lại để cho ngươi thể nghiệm bi thương cảm xúc có thể sao bổ trang là vì để cho tự chính mình đẹp mắt đấy lại nói, ta không cần thay đổi phương pháp, ta vì cái gì còn phải lại thể nghiệm một loại bất đồng bi thương. Ta đã rất bi thương rồi, lại nói, ta cũng sẽ không như vậy mà đơn giản quên lỗi lầm của ngươi đấy. Thê Rân có chút tức giận trả lời một câu, hay vẫn là cố chấp đi tới phòng của mình xe vì chính mình bổ trang, ngươi không phải nói ta là nghịch phản trong lòng sao. Ta nghịch phản ngươi là được. Ta biết thành công có bao nhiêu khó, ta từ nhỏ vấp phải trắc trở quá nhiều rồi chuyện của cha mẹ cô không nói đến ta mình muốn học tập vũ đạo thế nhưng mà ngã hư mất chân muốn làm diễn viên thế nhưng mà không có cơ hội tại hollywood suốt hai năm ta đều là do người mẫu sống qua ngày đấy người biết cái kia tư vị sao người mẫu cũng không phải cái gì quá mức khổ sở thời gian đã làm người mẫu sau đó lại diễn phim cũng không ít lever nhún nhún vai nơi nào có dễ dàng như vậy loại chuyện này đối với barrymore người như vậy có lẽ có thể nàng coi như là cho công tử bột đập qua ảnh chụp nàng cũng không cần phải lo lắng tương lai nàng sinh nhật thời điểm có thể có spielberg đưa cho nàng sửa chữa qua ảnh chụp nói cho nàng biết đem mình che đứng dậy sau đó trở về đóng phim ta có cái gì ta không có cái gì thê rân nói chuyện phản chính bí mật của mình đã bị bóc trần rồi thê rân phát hiện trải qua thời gian dài mình cũng cần tại trước mặt người khác bảo trì chính mình kiêu ngạo thần thái thế nhưng mà hiện tại chính mình ngụy trang bị xé toan lại nói tiếp lời nói lại càng thêm dễ dàng nàng rất ít lại để cho tâm tình của mình như thế thổ lộ đi ra thế nhưng mà tại lever trước mặt nàng đột nhiên cảm thấy trước kia che giấu là nhàm chán như vậy còn không bằng đem những tâm tình này tất cả đều thổ lộ đi ra thật vất vả gặp một cái hiểu được người của mình vì cái gì còn muốn che giấu một ít chưa bao giờ đối với người nói của nó qua tiểu tính tình cùng tiểu ghen ghét cũng chỉ có tại đây dạng có thể hoàn toàn nhìn rõ ràng chính mình hết thảy bí mật người trước mặt mới có thể nói đi. Nàng không muốn làm cho người khác cảm giác mình là một cái tâm tư nhiều hơn tiểu nữ nhân, cũng không muốn khiến người ta cảm giác mình đang ghen tị Hollywood khác diễn viên. Thế nhưng mà, tại Lever trước mặt, nàng cần gì phải bận tâm đâu này? Ngược lại hắn có thể nhìn thấu chính mình. Nàng phàn nàng, Lever chỉ là nghe lấy, lại cũng không nói thêm gì. Hắn đã nhìn ra Thê Rân cảm xúc đã không kiểm soát, bởi vậy, hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng mà vỗ vỗ phía sau lưng của nàng, ngươi là không có một cái nào người cha tốt hoặc là tốt giáo phụ, thế nhưng mà ngươi có ta à, có ta hỗ trợ tương lai ngươi nhất định sẽ bị bất luận kẻ nào đều càng thêm xuất sắc đấy. Ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Thê Rân nghiêng đầu qua, nhìn xem Lê Vơ. Lúc này đây ánh mắt của nàng, so dĩ vãn bất cứ lúc nào đều rất nghiêm túc nhiều. Đương nhiên, bất kỳ thời điểm, bất kỳ sự tình, ngươi cũng có thể tín nhiệm ta. Lê Vơ lập tức làm trả lời, hắn trả lời cũng giống vậy không chút do dự. Như vậy, chính là hiện tại, như thế nào? Thê Rân đứng lên, nàng đi tới cửa bên cạnh, nhẹ nhàng mà đem nhà xe đóng cửa ở, trên mặt của nàng một mảnh đỏ ửng. thế nhưng mà nàng nhưng vẫn là giống lên chính mình toàn bộ dũng khí, ngươi đã đã biết ta hết thảy giấu ở trong lòng bí mật, ngươi là có hay không có hứng thú càng tiến một bước rất hiểu rõ ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 75 Quay xong Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cập nhật lúc 2014, 9, 24, 12, 18, 48 số lượng từ 3136 lever được thừa nhận, Chắc giờ Thê Rân đúng là rất đỉnh cấp mỹ nhân. Theo bắt đầu quay chụp điện ảnh, Lever vẫn đều tại cường điệu. Thê Rừng là thứ tương đương cô gái xinh đẹp. Nhất là hiện tại nàng trên mặt trận mây đỏ, càng là lộ ra cực kỳ xinh đẹp. Coi như là Lever thấy được nàng, trong nội tâm cũng có chút khống chế không nổi ý nghĩ của mình. Chỉ là, đây là điện ảnh quay chụp địa phương, có chút nguyên tắc, không thể vi phạm. Lever trong lòng thở dài thoáng một phát hắn đi tới ông đi lên thê rân sau đó chuyển cái vòng đem thê rân đặt lên giường chính mình cũng đã đứng ở cửa ra vào tiện tay sẽ đem đã khóa lại cửa thuận tay mở ra hành động này lại để cho thê rân nụ cười trên mặt thoáng cái cứng lại rồi hắn không nghĩ tới chính mình lấy dũng khí mới làm ra thổ lộ dĩ nhiên cũng làm như vậy bị người cự tuyệt rồi không cho phép ngươi bị lưu lại thê rân mang theo một ít xấu hổ đã mở miệng nàng chưa từng có đã làm loại chuyện này như bây giờ làm một lần lại bị người cự tuyệt rồi trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mới tốt chắc lý giờ ngươi rất mê người ta thật sự rất hy vọng ta có thể ở tại chỗ này thế nhưng mà ta biết ngươi hiện tại bất quá là bởi vì bị ta nhấc lên thương tâm cố sự có chút mê man. lever mang trên mặt một chút dáng tươi cười như thế nào nhìn dáng vẻ của hắn đều giống như có chút tiếc nuối thế nhưng mà ta không thể làm như vậy ta không thể dính tiện nghi của ngươi đương nhiên lever biết ở trước mặt cự tuyệt một người phụ nữ là một kiện rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy chuyện mất mặt cho nên hắn cũng tìm cái lý do lại để cho thê rân giảm thiếu một ít xấu hổ ta không quan tâm thê rân lấy cùi chỏ chống người lên vương cái tay còn lại ta biết ngươi là vì điện ảnh như vậy ta cam đoan không ảnh hưởng quay chụp ngươi cam đoan được rồi ta cam đoan không được nếu như ta lưu lại đến studio, ta liền không biết phải hay là không nên chửi, mắng ngươi rồi, nếu như buổi tối cùng với ngươi ban ngày tiếp tục chửi, mắng ngươi, ta sẽ có vẻ rất không đạo đức. Nếu như buổi tối cùng với ngươi, ban ngày liền không mắng, cũng rất không đạo đức. Cho nên, vì điện ảnh quay chụp càng tốt hơn, ta hay vẫn là không ở lại thì tốt hơn. Cự tuyệt thê rân lấy lòng, lê trong nội tâm cũng thật đáng tiếc, thế nhưng mà, dù thế nào tiếc nuối cũng không thể liền vì vậy mà lựa chọn hy sinh chính mình điện ảnh. Lever rất rõ ràng, diễn viên cùng đạo diễn ở giữa quan hệ mập mờ, nhiều khi đều sẽ là phá hư điện ảnh quay chụp tiến trình đấy. Công tác chính là công tác, cảm tình chính là cảm tình, Lever hiện tại mong muốn truy cầu sự nghiệp của mình, tự nhiên không thể phạm loại này sai lầm. Ngươi chính là vì mắng ta cho nên liền cự tuyệt ta. Thê rân tức giận thay thế nàng suy tư. Ta là vì điện ảnh đập tốt ngươi rất mỹ lệ nhưng là ta nói rồi ta càng thêm chú ý đấy là tài hoa của ngươi mà không phải xinh đẹp chúng ta hiện tại cũng hy vọng điện ảnh càng tốt hơn như vậy không muốn lại liên quan đến nhiều thứ hơn được chứ nói chuyện lever đã nhẹ nhàng mà gài cửa lại đi ra ngoài cử động của hắn lại để cho sau lưng thê rân tức giận phất phất tay thế nhưng mà lập tức trên mặt nàng lại hiện lên một mảnh đỏ ửng nói không rõ là xấu hổ hay vẫn là não thật sự là mất mặt thấu rồi, tự mình nói loại lời này, còn bị người cự tuyệt rồi hơn nữa. Hắn còn nói mình bất quá là bởi vì tâm tình không tốt liền sang bậy, chính mình như là như vậy làm ẩu nữ nhân sao? Thế nhưng mà nàng lại nhìn không được vui vẻ. Nàng không có nhìn lầm lê vơ, hắn rất coi trọng điện ảnh, cũng rất coi trọng chính mình. Tôn trọng sự nghiệp, tôn trọng chính mình, những làm này mới là tự mình vừa ý nhân tài. Chỉ là đối với chính mình tốt như vậy người, vì cái gì lại hết lần này tới lần khác muốn cự tuyệt chính mình đâu này. Lần này, sau này mình như thế nào thấy hắn mới tốt? Ngươi không cần sao? Ngươi có lẽ không cần, vĩnh viễn không cần, bởi vì ngươi đã không có cơ hội rồi, bọn hắn quyết định ai tới diễn phim, cho dù ngươi là thiên tài, bọn hắn cũng có thể đơn giản không nhận, chối bỏ ngươi. Ngươi không muốn rơi vào giác kết cục, ta cũng không muốn. Ta không đi không được. Màn ảnh phía trước, thê trân biểu diễn cái này một bộ phim ở bên trong đối với nàng mà nói gian nan nhất một bộ phận cái này bộ phận tình tiết là nàng cùng bộ trưởng giao dịch bị bạn trai bóc trần về sau bạn trai yêu cầu nàng đình chỉ loại này không đứng đắn giao dịch mà nàng thì hay là muốn đi bộ phận đoạn này hí ở bên trong nhân vật nữ chính trong lòng có ảo não có tuyệt vọng có không cam lòng cũng có đối với bạn trai của mình ngây thơ đùa cợt có thể nói là khó khăn nhất biểu diễn một đoạn có điều một đoạn này hí, thê rân diễn coi như không tệ. Màn ảnh phía trước, hai tay của nàng xoắn cùng một chỗ, đầu ngón tay bộ vị đã có chút trắng bệt, đầy đủ biểu hiện ra nàng không cam lòng, trên mặt của nàng thần sắc tương đương bình thường, thậm chí còn mang theo nụ cười quái dị, bên tai bộ vị thì là có thêm rất nhỏ run rẩy, rất tốt biểu hiện lấy sự tuyệt vọng của nàng, mà treo ở trên mặt chưa kịp lau đi nước mắt châu thì phản ánh nàng ảo não, mà trong giọng nói của nàng ngã ngớn, thì vừa có đối với bạn trai đùa cợt thủ thế biểu lộ trang cho lời kịch bốn cái bất đồng phương diện phản ánh đi ra bốn cái bất đồng biểu diễn cấp độ ngừng lever ngừng một hô ra miệng tại hiện trường cũng đã nghĩ tới một mảnh tiếng vỗ tay với tư cách điện ảnh diễn viên chính stacy cái thứ nhất dẫn đầu vỗ tay lên lại để cho hiện trường cũng tất cả đều một mảnh tiếng hoang hô rồi chắc lý giờ ta không thể không nói tiến bộ của ngươi tương đương kinh người, ngươi bây giờ, so với điện ảnh bắt đầu quay chụp thời điểm, ngươi hành động, đã tiến bộ tương đối lớn rồi. Lever đi tới, một đoạn này biểu hiện tốt vô cùng. Đó là bởi vì ta là thiên tài. Thê Rân tức giận cho Lever liếc, đem mình áo khoác ngoại thoáng cái quan tới. Thê Rân vừa mới đuổi việc chính mình người đại diện, hiện tại ở lại mảnh trong tràng, cũng không có ai sẽ giúp trợ nàng xử lý một ít trợ lý công tác. Lê Vơ thuận tay kết quả đến rồi nàng áo khoác ngoài, chỉ là cười cười, không nói gì nữa. Chuyện ngày đó qua đi, nàng hành động vẫn đều đang tăng trưởng, thế nhưng mà nói chuyện với Lê Vơ thời điểm, tính tình nhưng vẫn cũng không tốt. Tuy nhiên nói lý ra, nàng dựa theo Lê Vơ thuyết pháp đi tham khảo những cái khi các diễn viên hành động rất nhiều, thế nhưng mà tại Lê Vơ trước mặt, nàng cho tới bây giờ cũng không đề cập tới những thứ này. Lê Vơ cũng không có cùng nàng so đo, Hắn biết hiện tại Thê Rừng đối với chính mình vẫn còn có chút khí, chẳng qua hắn nhưng lại tâm tình đang tốt. Điện ảnh đập thu hút tới cái này bộ phận cũng xem là khá chờ mong một cái tương đương hoàn mỹ thu quan rồi. Dù sao tại Thê Rừng bộc phát khí qua đi, điện ảnh quay trực có thể nói là vùng đất bằng phẳng, vấn đề mới nhất định cũng không có gặp cái này bộ phim ở bên trong chủ yếu diễn viên tổng cộng chỉ có ba người. Kevin Spacey cầm tới kịch bản rất sớm, phỏng đoán cũng lâu nhất hơn nữa kịch bản bản thân cùng cá nhân hắn khí chất coi như là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh có rất nhiều gần địa phương đang diễn trò thời điểm hắn chỉ vẹn vẹn có vấn đề chính là có nhiều chỗ phát lực quá mạnh cảm xúc quá có điều spacey bản thân rất dễ nói chuyện tuy nhiên thân là minh tinh lever mỗi lần chỉ trích hắn hắn ngược lại là đều có thể lập tức sửa lại điều này làm cho hợp tác biến vô cùng đơn giản hắn phần diễn cũng trôi qua rất nhanh đối với hắn mà nói Điện ảnh quay trực là một cái tự mình ma luyện quá trình, trong phim ảnh hắn lời kịch không nhiều lắm, chỉ có thể thông qua biểu lộ biến hóa đến biểu hiện nhân vật chuyển biến, như vậy phần diễn hắn ngay từ đầu còn có chút không thói quen, thế nhưng mà theo quay trực, hắn cũng tất cả đều hoàn thành rất khá rồi. Mà còn lại một cái, thì là Hugh mang phần diễn. Làm cho này cái trong phim ảnh cái cuối cùng nhân vật chính, hắn phần diễn cũng là tương đối nhiều đấy. Cũng may hắn phần diễn đại bộ phận đều không có quá nhiều biến hóa, hắn cần bày ra chính là một cái kịch gia mị lực cùng sức cuốn hút, mà ở bộ phận địa phương, cần bày ra bằng hữu của mình sau khi chết thống khổ. Hắn điện ảnh quay chụp khó khăn bộ phận, một cái là hắn tại đạo diễn hạ tán thời điểm, biểu lộ theo bi thống chuyển thành tin tưởng kiên định hí, lại có một cái, là từ hắn phát hiện lão bà bán đứng chính mình, đến lão bà bị xe đụng chết, vốn là bi thống, lại là tuyệt vọng, thật vất vả chuyển hướng về phía buông lỏng, lại lập tức nên đón hủy diệt tâm tình nhiều phiên biến hóa. Cái này hai đoạn phần diễn có chút khó khăn, chẳng qua cũng may, người sau biến hóa mặc dù nhiều, tuy nhiên lại không cần cần phải trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn bày ra, những địa phương này có thể dùng các nối biên tập xuyến kết hợp lại, hơn nữa, những này bộ phận, tại kịch tình lên tuy nhiên cũng đều rất trọng yếu. Chẳng qua so với thê rân bộc phát trực tiếp tại kịch trong với tư cách bước ngoặt, những địa phương này tầm quan trọng nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa giác mang trước kia từng có. Sân khấu kịch kinh nghiệm, khoa trương biểu lộ biến hóa với hắn mà nói không tính rất khó, những địa phương này, tuy nhiên quay chụp lượt mấy không ít, bất quá vẫn là trong khoảng thời gian ngắn liền hoàn thành. Bộ phim này quay chụp cũng làm cho Lever đều tương đương thỏa mãn. Tại nguyên tác điện ảnh quay chụp ở bên trong, có rất nhiều địa phương, đều bởi vì quay chụp điều kiện chưa đủ, khiến cho điện ảnh không cách nào sử dụng rất tốt quay chụp thủ đoạn đến bày ra điện ảnh nói thí dụ như trong phim ảnh một ít cần tập mà biểu hiện nhân vật địa phương thì sẽ không thấy cam đoan bối cảnh rõ ràng hơn nữa còn có lấy các loại tạp âm cùng không đủ xinh đẹp kết cấu tại những phương diện này lever đều đối với nó tiến hành rồi cải biến có thể từ đầu tới đuôi tất cả đều là quay chụp trở thành hiệu quả tốt hơn lever đã là phi thường hài lòng rồi trải qua những ngày này cố gắng về sau trên cơ bản sở hữu tất cả trong phòng hí bộ phận, đã tất cả đều hoàn thành. Còn lại đấy, chính là số ít hơn nữa ngắn mũi bên ngoài hí bộ phận rồi, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta đem tiếng về trước nước Đức, đi quay chụp còn lại bộ phận. Chẳng qua không cần đặc biệt đừng có gấp, còn lại bộ phận, chúng ta có thể dùng nghỉ phép tâm thái đi quay chụp rồi. Thừa dịp tất cả mọi người chính cao hứng thời điểm, Lever cũng lớn tiếng tuyên bố điện ảnh bước tiếp theo kế hoạch điện ảnh trong phòng bộ phận trên cơ bản liền tất cả đều hoàn thành mà điện ảnh ngoại cảnh bộ phận thì không nên cần rất nhiều thời gian để hoàn thành bộ phim này ngoại cảnh bộ phận tổng cộng cũng chỉ có mười mấy phút hơn nữa trên cơ bản cũng đều không có gì biểu hiện được bộ phận cũng không cần bao nhiêu lần quay chụp cho dù quay chụp lại chậm có thời gian nửa tháng cũng có thể quyết định rồi những người khác cũng có thể có một nghĩ phép tâm thái ngươi cảm thấy thê rân thật sự có thể có một nghĩ phép y hệt hảo tâm tình sao đứng ở Lever bên người, Clark nghẹ giọng hỏi. Lever nhún nhún vai, không nói gì. Hắn cũng không vì là lựa chọn của mình hối hận. Chỉ là thê rân chỗ đó, mình quả thật có tất nhiên phải làm những gì, có thể nên làm như thế nào đâu này. Có lẽ, tiễn đưa nàng một kiện lễ vật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 76 cảm động. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cập nhật lúc 2014, 9, 24, 12, 20, 45 số lượng từ. 3136, chư vị, hôm nay ở chỗ này, để cho chúng ta cộng đồng nâng chén chúc mừng. Chúc mừng chúng ta điện ảnh rốt cuộc quay xong rồi, cũng chúc mừng chúng ta điện ảnh nhân vật nữ chính chắc ly giờ, thê rân tiểu thư, tại nước Đức cùng chúng ta đoàn phim, cùng một chỗ vượt qua cái này sinh nhật. Nàng đem nàng quý giá nhất thời gian một năm hiến cho chúng ta điện ảnh, chúng ta mang người ánh chúng, nàng có không thể gạt bỏ công lao lại để cho mọi người chúng ta vì nàng nâng chén. Ngày 7 tháng 8 tiếng đến thời điểm, tại Berlin phòng quay phim bên trong, Thê Rần đứng ở tạm thời đáp dựng lên sân khấu bên cạnh, nhìn xem một đám chúc mừng đám người, trên khóe miệng cũng treo một chút vui vẻ. Cái này là tự mình vượt qua xa hoa nhất một cái sinh nhật. Tại nơi này đoàn phim bên trong có hơn 100 người vì chính mình chúc mừng sinh nhật, đoạn phim còn không có sử dụng hết chút đồ vật kia, tất cả đều bị Lever ném tới cái này sinh nhật bữa tiệc lên. Chính như Lever theo như lời đấy, điện ảnh quay chụp đã đã xong, đối với ngày mai sẽ phải phản hồi Los Angeles mọi người mà nói, những vật này cũng đều không có quá nhiều tác dụng rồi. Đây là Lever tiễn đưa cho mình. Ngày đó thời điểm qua đi, mình và Lever có chút nho nhỏ xấu hổ chính mình không biết nên xử lý như thế nào mới tốt thế nhưng mà lever cũng rất tốt an bài cái này bữa tiệc tiễn đưa cho mình mặc dù nói cái này bữa tiệc không phải chuyên môn vì chính mình tổ chức đấy càng nhiều nữa hay là hắn vì là điện ảnh quay xong tổ chức bữa tiệc mặc dù nói cái này bữa tiệc vẫn còn có chút chưa đủ mẹ của mình cũng không có ở bên người thậm chí không phải tại los angeles mà là đang nước đức tổ chức bữa tiệc thế nhưng mà lever coi như là kết thúc tâm rồi đối với cái này bữa tiệc thê rân đã rất hài lòng chỉ là nghĩ tới chuyện ngày đó nàng vẫn còn có chút có chút thất lạc điện ảnh quay chụp quá trình nhìn như khẩn trương kỳ thật một số thời khắc cũng là cần muốn tiến hành một ít buông lỏng cùng chúc mừng đấy nói như vậy giống như vậy ở nước ngoài quay chụp phần diễn vé xe dừng chân ẩm thực cố nhiên đều là do đoàn phim gánh chịu mà một số thời khắc các diễn viên có ai sinh nhật rồi đoàn phim cũng biết khai mở cái bữa tiệc chúc mừng thoáng một phát. Điện ảnh quay xong rồi, còn lại liền đều là hậu kỳ đã làm ra, phương diện này sự tình, có lên thời gian một tháng, cũng là không sai biệt lắm, hiện tại cũng là đạo diễn cùng các diễn viên nói gặp lại thời điểm rồi. Không thể tưởng được nhanh như vậy muốn phân biệt rồi, vốn, bọn hắn xác thực có thể càng tiến một bước đấy, có thể hiện tại, thê rân tốt như vậy ý tứ lần nữa làm ra vừa rồi sự tình. Vừa rồi nàng đã cố lấy hết dũng khí rồi, lần thứ hai nàng ở đâu còn làm ra được. Suy nghĩ miên man những điều này thời điểm, Thê Rân đột nhiên phát hiện, Lever cũng đã không thấy bóng dáng rồi, nàng ngẩng đầu lên tuần nhìn nhìn, mới phát hiện Lever ở một bên cùng Spacey chính đang tán gẫu. Bộ phim này quay chụp đã xong, Lever với tư cách đạo diễn, cũng muốn cảm tạ thoáng một phát tham diễn các diễn viên. Ngày sau mọi người cũng đều có cơ hội hợp tác, như vậy cảm tạ rất tất yếu. Kevin, ta vẫn phải là cảm ơn ngươi. Tại như vậy vội vàng thời điểm, chịu cùng chúng ta cùng một chỗ trai nước quay chụp điện ảnh, cam đoan điện ảnh quay chụp tiến trình, thế nào ta đều được lại cảm ơn ngươi. Đương nhiên, đã nhận được tối đa cảm tạ đấy, chính là Kevin Spacey. Điện ảnh bí mật ở Los Angeles đã chiếu phim rồi, bộ phim này tuy nhiên phòng bán vé tương đối mà nói bình thường thế nhưng mà điện ảnh danh tiếng gió nhẹ bình luận, lại vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Bộ phim này một khi chiếu phim, đã bị truyền thông cho rằng là xa xa mà vượt qua bình thường cảnh phỉ mảnh, mặc dù nói chính là giới cảnh sát sự tình, thế nhưng mà rất nhiều người đều cho rằng, bộ phim này là một bộ chính trị phim. Thậm chí còn, tại điện ảnh vừa lên ánh thời điểm, cũng đã có rất nhiều người đều nói, bộ phim này nhất định sẽ là hàng năm tốt nhất chính trị phim. Cái này bộ phim một khi quay chụp đã xong, liền có rất nhiều người đều tại nhau nhau lấy bộ phim này có khả năng sẽ là Oscar lấy được thưởng phim nhựa. Hiện tại điện ảnh tuyên truyền hoạt động cũng là hừng hực khí thế tiến hành. Spacey là chủ diễn, vào lúc này lại ly khai Los Angeles trai nước quay phim, coi như là rất hiếm có rồi. Đương nhiên, ta tại sao phải ở lại nơi đó? Bí mật ở Los Angeles là một bộ tốt điện ảnh, có thể thuộc về của ta quay chụp bộ phận, sớm đã qua. Hiện tại đối với ta mà nói, bộ phim này mới là trọng yếu nhất hơn nữa ta có một loại dự cảm bộ phim này có thể so với cái kia một bộ càng thêm xuất sắc đấy spacey tiếng nói rất lớn lại để cho tất cả mọi người tại chỗ đều quay đầu lại mọi người ở đây đều có được hưng phấn cùng khó mà tin được sắc thái bí mật ở los angeles hiện tại đang tại nhiệt nóng ánh hơn nữa danh tiếng đánh giá rất tốt tại điện ảnh một khi truyền ra cũng đã có rất nhiều người đều nói đây là hàng năm tốt nhất điện ảnh rồi thế nhưng mà hiện tại Spacey vậy mà nói, cuộc sống của những người khác có thể so với bí mật ở Los Angeles càng tốt hơn, bọn hắn cũng đều có chút không dám tin tưởng. Có điều, Spacey cũng không có cái gì cần phải nói dối. Cái này hai bộ phim đều là hắn diễn viên chính đấy. Với tư cách hai bộ phim cộng đồng diễn viên chính, hắn cũng không cần phải hạ thấp một bộ, đi thổi phòng mặt khác một bộ. Đồng dạng là tác phẩm của hắn, hắn nói một bộ nào càng tốt hơn, đều có thể nói là tương đương khách quan đấy. Rất tốt vốn cũng là nên phải đấy, nói cách khác, Kevin ngươi quay chụp điện ảnh, chẳng phải là một bộ không bằng một bộ rồi hả? Lê Vơ thuận miệng đáp trả lời một câu. Thế nhưng mà, mọi người đều nói bí mật ở Los Angeles đã là hàng năm tốt nhất điện ảnh rồi, nếu như chúng ta điện ảnh so với hắn cũng may, đây chẳng phải là nói, chúng ta điện ảnh mới là hàng năm tốt nhất. Thê Rân có chút có chút hương phấn mà tiếp lời nói ra điện ảnh danh tiếng đối với không có thành danh người mà nói chính là thành danh cơ hội cùng tiền thế rân bây giờ còn là nhân vật mới nàng cơ hồ không có quay chụp qua bất luận cái gì điện ảnh tự nhiên đối với những ích lợi này cùng danh khí đều có chút lạ lẫm hàng năm tốt nhất xem như ai định hay sao ai cũng định không được quay chụp điện ảnh chính mình thỏa mãn vậy thì sao cái gì đều mạnh lever vào lúc này cũng không có tái mở miệng đã kích bọn hắn Người khác tuy nhiên đều cho rằng bộ phim này tương đương hoàn mỹ, thế nhưng mà, Lever chính mình lại có chút tin tưởng, bộ phim này nhất định không phải là cả năm tốt nhất, cái kia Titanic, thế nhưng mà cũng muốn tại cuối năm chiếu phim đâu rồi, cho đến lúc đó, chủ đề sâu hơn khác điện ảnh, cũng đều không thể cạnh tranh hàng năm tốt nhất rồi. Đối với cái này Lever cũng có chút có chút buồn bực. Mỗi người đều là hy vọng đạt được người khác thừa nhận đấy, Lever cũng không ngoại lệ. Rõ ràng chính mình điện ảnh quay chụp vô cùng được, tuy nhiên lại trên cơ bản không có bất kỳ phần thắng. Chuyện như vậy, Lever đương nhiên cũng biết có chút buồn bực. Ngươi không phải là đối với chính mình điện ảnh trở thành hàng năm tốt nhất không có gì tin tưởng a? À? Thê Rân đã nhìn ra Lever trong thần sắc không đúng. Ta đối với đánh giá điện ảnh người không có có lòng tin. Lever mạnh miệng một câu, hả, đúng rồi. Tại đây còn có một cái đồ đạc, là ta muốn tặng cho ngươi, quà sinh nhật của ngươi ngươi ngược lại là còn nhớ rõ muốn tặng quà đây thê rân ngoài miệng cũng không tha người nói lời này liền nhận lấy lever đưa tới đồ đạc đây là cái gì một quyển sách đừng nói cho ta ngươi thật đúng là đã viết một bản ăn người tốt hòa âm đương nhiên không phải đó là điện ảnh cũng không phải thật sự ta đưa ngươi chính là vật khác chính mình mở ra nhìn xem thê rân có chút bán tính bán nghi mở ra đóng gói rồi sau đó trên mặt của nàng lập tức liền phủ lên xấu hổ hồng nhuận phơn phớt một bản đồ tắm tạp chí. đây là người lễ vật tặng cho ta. ngươi thật sự rất rõ ràng nữ nhân mong muốn đồ vật là cái gì đây. nhìn kỹ hẳn nói. Vơ khoát khoát tay chỉ, nhìn kỹ một chút. đồ tắm tạp chí có cái gì có thể nhìn? thê rần có chút xấu hổ, chẳng qua nhìn thoáng qua ngày về sau, nàng đột nhiên phát hiện cái gì, năm 1995 hay sao? đây là có hình của ta cái kia đồng thời. Ngươi từ nơi này tìm đến hay sao? Ngươi cầm cái này làm cho ta cái gì? Lại để cho ta nhớ kỹ trôi qua. Lê mang theo vui vẻ lắc đầu, mở ra nhìn kỹ hẳn nói. Cái này có cái gì tốt xem đấy. Tuy nhiên trong nội tâm khó hiểu, chẳng qua thê rần hay vẫn là thói quen tuân theo Lê mệnh lệnh, mở ra cái này quyển tạp chí. Trong nháy mắt, nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người nàng phát hiện, cái này quyển tạp chí cùng trong trí nhớ hoàn toàn khác nhau. Tại trong trí nhớ, chính mình ăn mặc áo tắm hoàn thành nhóm này ảnh chụp, mà hiện tại, trong tấm ảnh chính mình, trên người đã mặc vào một tầng quần áo. Ta có thể không có một cái nào tốt giáo phụ đến vì ta tân trang hình của ta. Nếu có lựa chọn, ai sẽ quay chụp cái loại này ảnh chụp? Chính mình đã từng nói lời mà nói, lúc này toàn bộ đều phù hiện tại trước mắt. Thê Rân đột nhiên cảm thấy mắt của mình vành mắt có chút ướt ác. So với bánh ngọt, khí cầu, bữa tiệc, có người nhớ kỹ lời của mình, đây mới là để cho nhất nàng cảm động đấy. Mong muốn hoàn toàn thu hồi cái này đồng thời tạp chí, ta làm không được. Có điều, liên hệ đặc hiệu công ty, lại để cho bọn hắn làm một bản che lấp bản tạp chí, ta hiểu rõ. Chắc lý giờ, ta trước kia biết, có một cái diễn qua diễn tình mảnh diễn viên đã từng lập chí cởi quần áo, nàng muốn từng kiện từng kiện tất cả đều xuyên trở về. Cái kia diễn viên tốt xấu tạm đã lâu không đi nói nàng, nàng cái này chí hướng, ta cuối cùng là rất bội phục đấy. Đi một mình làm chính mình không thích sự tình, không phải là không thể hối cải đấy, đổi lại phương hướng đi nhanh về phía trước, chỉ cần có thể làm được, cái này là được rồi. Thê Rân không nói gì thêm, từng thanh tạp chí ném vào trên mặt bàn, trong giây lát ông lấy lever. Tiếng huyết sáo ở bên trong, Lê Vơ vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng, cũng làm cho Thê Rân hơi không khống chế được cảm xúc, lần nữa bình phục, cảm ơn ngươi. Cái này không coi vào đâu. Với ta mà nói, cái này xem như rất nhiều. Thê Rân lắc đầu, nàng cắn môi dưới, suy tư một lát, mới quyết định cái gì. Nico, vẫn còn một câu, ta muốn nói cho ngươi. Thê Rân bờ môi tiến tới Lê Vơ bên tai, trên người nàng mùi vị nước hoa, lại để cho Lê Vơ có chút có chút tâm viên ý mã, chỗ này ngon muốn sơi chỗ khác, hơn nữa, đây cũng là nàng lần thứ nhất, quản lê vơ gọi Nico, điện ảnh quay xong rồi, buổi tối hôm nay nếu như ngươi đi trong phòng của ta lời mà nói, không tính trái với nguyên tắc của ngươi à. Ngay tại vừa rồi, nàng vẫn còn buồn rầu bữa tiệc lên không có có mẹ của mình. Mà hiện tại, nàng tại vui mừng, nhờ có mụ mụ chưa có tới. Cho dù lại bị cự tuyệt một lần, lại có cái gì quan trọng hơn hay sao? Hắn đáng giá. Như vậy mời, ta cũng sẽ không cự tuyệt hai lần. Lê Vơ nghiêng đầu qua, đồng thời thuận tay trực tiếp ông lấy thê rân eo, đem nạn ông vào trong ngực, đừng đợi buổi tối rồi, liền hiện tại như thế nào đây? Thê rân lớn tiếng nở nụ cười, từ khi điện ảnh bắt đầu quay chụp thẳng đến hiện tại, nạn cho tới bây giờ đều không có vui vẻ như vậy qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 77 Hậu kỳ chế tác Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cập nhật lúc 2014, 9, 25, 12, 15, 58 số lượng từ 3066 khi thời gian sắp đến rồi 9 tháng thời điểm Tất cả lớn đài truyền hình bắt đầu mới một tập tiết mục TV phát lại thời điểm Lever cùng chế tác tổ cũng đã theo nước Đức trở về rồi Đây là mấy tháng đến nay ta thu được tốt nhất một tin tức đoàn phim trở về, vui vẻ nhất đấy, không phải những này ra đi rồi nước Mỹ một tháng người, mà là đang nước Mỹ ở lại đó mystery công ty một cái khác lão bản Alexander. Đang nghe nói Lever sau khi trở về, không có người biểu hiện được cao hơn hắn hưng, 9 tháng buông xuống, chuyển của công ty mystery vụ dần dần tăng nhiều hơn, Alexander hiện tại cũng là bề bộn hư mất, nghe nói Lever trở về, hắn tự nhiên cũng là vô cùng hưng phấn. Dựa theo đạo lý nói, Mystery công ty hai cái tiết mục đều có chính mình người chế tác, đều không có Alexander sự tình. Thế nhưng mà, công ty chỉ là hai bên biên kịch cộng lại thì có 30 người, nếu như hơn nửa đoàn phim diễn viên, cũng cố rời đi viên, tổ quay phim nhân viên, cộng lại ít nhất cũng có hơn trăm người, những người này quản lý, tất cả đều được do Alexander trông coi, hắn đương nhiên cũng rất mệt mỏi. Nghe nói Lever trở về, hắn tự nhiên hưng phấn vô cùng. Đem Lever trở lại công ty ngày hôm sau, nhìn thấy Lever văn phòng đã có người, hắn hứng thú gửi tới vội vàng cầm cho Lever an bài công việc, xông vào Lever văn phòng. Nico, ngươi sau khi trở về công tác. À, không. Vội vội vàng vàng đi vào văn phòng Alexander, tại đâm đầu xông thẳng vào văn phòng về sau, mới đột nhiên phát hiện vẫn còn những người khác tại. Mà khi hắn đẩy cửa ra thời điểm, nhìn thấy Thê Rân đang ngồi ở Lever trên đùi không biết trò chuyện cái gì, hắn mới phát hiện hắn đến vô cùng không phải lúc. Hắn nghe ở bên kia Clark nhắc qua, Lever tự hồ cùng cái này điện ảnh nhân vật nữ chính quan hệ, có chút có chút mập mờ, hắn vẫn luôn không có rất để ý những lời này, chỉ là lúc này đánh lên rồi, hắn mới phát hiện tương đương xấu hổ. Phát hiện hắn đến, Thê Rân đột nhiên nhảy dựng lên, Lever thì là kéo lại nàng, đem nàng lưu tại bên cạnh của mình, rồi sau đó lại có phần nén oán hận nhìn lướt qua Alexander. Thế nhưng mà, Alexander chút nào cũng không hề rời đi ý tứ chính mình mệt mỏi bị giày vò lever còn ở nơi này đùa rất vui vẻ hắn cũng không có tâm tình trả lại cho hắn chế tạo điều kiện ta không nghĩ tới các ngươi lại ở chỗ này được rồi nói chuyện phím nico ta còn tưởng rằng ngươi sớm đi vào công ty là vì cùng cờ tâm sự hậu kỳ chế tác sự tình đây ta xác thực có ý nghĩ này kia mà chẳng qua cờ nói cho ta biết bên kia không cần ta nhiều nhúng tay lever nhúng nhúng vai Hắn đã nhìn ra Alexander không muốn đi, cũng biết Alexander nhất định là có chuyện đứng đắn, cho nên hắn cũng không tiện lại lôi kéo Thê Rân không tha, thả cổ tay của nàng. Thê Rân có chút xấu hổ hoành lever liếc. Chuyện như vậy bị người đánh vỡ, nàng không thẹn thùng mới kỳ quái. Thế nhưng mà, nhìn xem Alexander không muốn rời đi, Thê Rân cũng giống vậy hơi có chút để ý, chính cô ta chuyển cái ghế, ngồi xuống, đối mặt Alexander chất vấn ánh mắt nạn cũng chỉ là khẽ mỉm cười đáp lại thoáng một phát lá gan rất lớn nữ hài alexander trong lòng đánh giá thoáng một phát có điều hắn cũng không có hứng thú đi quản thê rân rồi Clark không cho ngươi xen vào việc của người khác nói như vậy ngươi hiện tại không có gì công tác lever buông buông tay xác thực hắn hiện tại không có công tác điện ảnh quay chụp công tác đã đã xong chuyện còn lại liền là hậu kỳ đã làm ra một bộ phim tiền kỳ quay chụp qua đi các diễn viên cùng quay chụp tương quan công tác nhân viên cũng có thể đường ai nấy đi rồi mà chuyện còn lại chính là đạo diễn mang theo hậu kỳ công tác nhân viên bắt đầu tiến hành các nối biên tập phối nhạc đợi tương quan công việc rồi đoạn này quá trình đại khái cũng có một hai tháng mới có thể hoàn thành điện ảnh quay chụp đã xong được giao cho các nối biên tập sư tiến hành thô cắt bỏ dựa theo kịch bản bắt đầu xuyên cố sự một bước này công tác đạo diễn ngược lại là không có có nhu cầu gì làm công tác. Nói như vậy, Thô cắt bỏ thời điểm cắt nối biên tập sư là chủ yếu. Bởi vì nếu như giao cho đạo diễn cắt nối biên tập lời mà nói, đạo diễn rất có thể bởi vì không nỡ bỏ chính mình màn ảnh mà đem điện ảnh biến dài dòng vô vị, công việc này là không thể cho lever để làm đấy. Cắt nối biên tập đối với một bộ phim mà nói trọng yếu phi thường, trình độ cao cắt nối biên tập sư, có thể thông qua một ít màn ảnh vận dụng, lại để cho nguyên bản nặng nề nhàm chán màn ảnh biến có sức sống. Có thể thông qua rất nhanh hoán đổi, đem các diễn viên hành động chưa đủ, biểu hiện không địa phương tốt che giấu đi, đương nhiên, quan trọng nhất là có thể dùng biểu hiện của bọn hắn thủ pháp, đem đạo diễn nghĩ cách tất cả đều bày ra. Cái này một bộ phận công tác, Lever đã sớm nói xong rồi, muốn cho Clark đến phụ trách. Các nối biên tập sư là cần biểu hiện đạo diễn nghĩ cách người tự như đèn quan sư phải nghe nhà quay phim mệnh lệnh bày ra màn ảnh đồng dạng các nối biên tập sư cũng phải có thể cắt nối biên tập đi ra đầy đủ tốt màn ảnh mới đủ để bày ra điện ảnh nghĩ cách tìm chưa quen thuộc người của mình cắt nối biên tập thời điểm khó tránh khỏi khiến cho lộn xộn cũng chỉ có đối với lever nghĩ cách đủ quen cờ lát đến làm cái này sống lever mới đủ để yên tâm phía trước bộ phận càng nhiều nữa dùng song song cắt nối biên tập hai cái song song đường nét có thể rất tốt tô đậm nhân vật biến hóa trong lòng. Kịch gia từng bước mong muốn phản kháng quá trình, nhân vật nữ chính vì mình diễn nghệ sự nghiệp khuất phục quá trình, người giám thị theo giám thị, đến thưởng thức, lại đến bảo vệ bọn hắn quá trình, dùng song song các nối biên tập phương thức đến tô đậm nhân vật không thể tốt hơn. Đến bộ phận, cần muốn tạo ra lo lắng lúc, Dùng giao nhau các nối biên tập, chẳng qua không tất yếu quá nhiều. Lại có, kịch tình tại có nhiều chỗ so sánh bình thường ta cần ngươi cân nhắc sử dụng càng nhiều nữa bất đồng góc độ, đặt tả nhân vật bộ mặt đến điều chỉnh một chút người xem quan sát điểm, đừng cho kịch tình qua bình. Đang nói về bộ phim này sửa chữa sửa sang lại quá trình thời điểm, Lever cũng nói rất nhiều cái nhìn của mình. Ngươi không cần lại từng cái dặn dò đấy, bộ phim này ngươi muốn biểu đạt ý chính, đã cùng ta đã nói rồi không chỉ một lần rồi, ta sẽ đi dựa theo ý nghĩ của ngươi các nối biên tập đấy, ngươi yên tâm đi. Công việc này, Clark từ lúc nước Đức thời điểm, cũng đã hoàn thành một bộ phận rồi, Lever cũng cùng hắn nhiều lần nói đến ý nghĩ của mình, đến một bước này thời điểm, Clark cũng là nhận lấy quyền chỉ huy gắn sức rồi. Yên tâm, ta sẽ đem hết thảy xử lý tốt đấy, hơn nữa coi như là ta làm không được, cuối cùng các nối biên tập quyền vẫn là ở trên tay ngươi đấy, ngươi lo lắng cái gì? Clark mà nói không có nói sai, Lever xác thực không có gì có thể lo lắng. Hắn là điện ảnh đạo diễn kim nhiệm nhà sản xuất, hắn có cuối cùng cắt nối biên tập quyền là được rồi tiền kỳ cắt nối biên tập hắn cũng xác thực không cần quan tâm quá nhiều thôi cắt bỏ về sau đạo diễn có thể căn cứ từ mình nghệ thuật tư tưởng tiến hành một lần đạo diễn cắt nối biên tập yêu cầu điện ảnh sử dụng càng nhiều nửa thủ pháp đến dương hiện ý nghĩ của mình mà ở một đoạn này cắt nối biên tập sau khi xong vẫn còn một bước cuối cùng tin cắt bỏ đem điện ảnh triệt để làm thành hình đương nhiên bộ phim này không có gì đặc hiệu bộ phận bởi vậy tại các nối biên tập ở bên trong cũng không cần cân nhắc đặc hiệu màn ảnh điệp gia phủ lên tân trang các loại công việc tin cắt bỏ công tác vô cùng đơn giản mà ở tin cắt bỏ sau khi hoàn thành phía dưới một bước chính là hoàn thiện thanh âm bộ phận vốn là đối thoại sau đó là âm thanh cuối cùng là phối nhạc trải qua lăn lộn âm về sau điện ảnh hình ảnh và thanh âm cũng sẽ không tiếp tục có vấn đề mới là một bộ hợp cách điện ảnh những này là cần lever gật đầu đấy Bộ phim này là mystery công ty chính mình đầu tư đấy, cho nên cuối cùng các nối biên tập quyền đã ở lever trên tay. Chính mình bỏ tiền điện ảnh tuy nhiên rất dễ dàng bồi thường tiền, thế nhưng mà cũng là có điểm ấy chỗ tốt. Điện ảnh cuối cùng các nối biên tập thường thường là quyết định điện ảnh tốt xấu một cái quan trọng nhân tố. Có thể công ty điện ảnh có đôi khi chính là điên cuồng các nối biên tập, lý do cũng là đơn giản không thể lại đơn giản. Nếu như một bộ phim trưởng 2 giờ cả đêm có thể chiếu phim hai trận. Nếu như trưởng 4 giờ, như vậy chỉ có thể chiếu phim một hồi. Vì nhiều phát ra mấy trận, đề cao thu nhập, bọn hắn sẽ đem điện ảnh cắt đứt. Về phần nói đạo diễn nhóm biểu tình diễn ý đồ. Công ty điện ảnh mới chẳng muốn quản, đối với bọn hắn mà nói, có tiền chính là hết thảy. Nước Mỹ cố sự theo 4 giờ cắt bỏ đến 2 giờ, Thiên Quốc Vương Triều cắt nối biên tập phiên bản, liền dứt khoát đem đạo diễn là tối trọng yếu nhất tính tư tưởng tất cả đều cắt bỏ đi những này điện ảnh xem rạp chiếu phim phiên bản cùng đạo diễn cắt nối biên tập phiên bản căn bản chính là hai bộ phim có không ít đạo diễn cả đời đều tại vì thế làm ra cố gắng đã từng có người bởi vì chính mình điện ảnh bị cắt quần áo chính mình bỏ tiền tại trên tạp chí trèo lên báo tang tuyên cáo chính mình điện ảnh không chiếu phim đã bỏ mình james cameron tại trước kia quay chụp điện ảnh thời điểm bởi vì công ty không để cho hắn cắt nối biên tập quyền, hắn liền thừa dịp nửa đêm không có khi có người, chính mình cậy mở cắt nối biên tập thất đại môn, đi vào cắt nối biên tập chính mình điện ảnh, vì cái quyền lợi này, đạo diễn bọn họ liều đích rất lợi hại. Lê Vơ chính mình dùng tiền, chính mình phí lực khí chế tác điện ảnh, vì điện ảnh làm lâu như vậy chuẩn bị, chính là vì cái này một cái cuối cùng cắt nối biên tập quyền. Hắn biết quyền lực này ý nghĩa trọng yếu, cho dù bồi thường tiền, quyền lực này cũng không có thể ném như là đã đem công việc này giao cho clark lever tự nhiên cũng không có sự tình hắn ở thời điểm này cùng thê rân quan hệ vừa vặn tự nhiên cũng là cũng không có việc gì đều cùng một chỗ chỉ là bị alexander đánh lên cũng có chút ít xấu hổ không có chuyện gì nữa lời nói ta cho ngươi tìm một chút chuyện làm như thế nào đây ta cũng không quản các ngươi ở bên ngoài như thế nào làm ẩu nhưng là tốt xấu trong công ty cũng đừng có sằng bậy đi à nha. Nico, ta hiện tại mệt mỏi bị dày vò, trong công ty sự tình nhiều như vậy, ngươi không chịu giúp ta thoáng một phát thì cũng thôi đi, cũng đừng có tại trước mặt của ta, khoe khoang hạnh phúc của ngươi đi à nha. Alexander có chút mang theo phàn nạn trêu chọc, chỉ là lại để cho Lever cùng Thê Rân nhìn nhau cười cười, ai đều không nói gì. Alexander biết mình mà nói không có phát ra nổi cái tác dụng gì, cũng chỉ có thể đủ nguyết nguyết. Nico, ta biết ngươi hiện tại khả năng nghe không vào công chuyện của công ty, ta vốn cũng không có trông cậy vào ngươi trợ giúp ta làm quá nhiều sự tình, có điều, có mấy chuyện, ta là phải nói cho ngươi. Alexander cũng không thèm phí lời với hắn rồi, một sự kiện, là điện ảnh chiếu phim, vẫn còn một chuyện khác, là Ami thưởng buông xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 78 Giải Emmy Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cập nhật lúc 2014, 9, 25, 12, 18, 28 số lượng từ 3039 giải Emmy Tuy nhiên Alexander nói là hai cái giải thưởng, thế nhưng mà Lever đang nghe được hắn mà nói về sau, đầu tiên cảm thấy hứng thú đấy, chính là hắn nói giải Emmy vấn đề. Với tư cách TV loại giải thưởng lớn nhất hạng Giải Emmy lực ảnh hưởng tuy nhiên kém xa điện ảnh giải thưởng lực ảnh hưởng đại, thế nhưng mà tóm lại coi như là cái giải thưởng, Lever ở kiếp này còn chưa từng có dự học qua bất luận cái gì trao giải nghi thức, nói đến đây cái hắn đương nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, CSI năm nay như vậy hỏa, giải Emmy làm sao có thể không có nói tên nó. Đề danh đã công bố đã lâu rồi, ngươi một mực cũng không thấy sao? Lever nhúng nhúng vai, ai có thời gian lão chầm chầm vào tivi loại giải thưởng. Hắn vẫn luôn đang bận điện ảnh sự tình. Đối với cái này, Alexander cũng chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích cho hắn thoáng một phát. Giải Emmy tuy nhiên cũng là một cái được xưng cùng nghệ thuật móc nối giải thưởng, thế nhưng mà cái này giải thưởng tương đương coi trọng tỷ lệ người xem. CSI với tư cách năm nay tỷ lệ người xem tân sủng, toàn nước Mỹ top 3 hiện tượng cấp phim truyền hình, tự nhiên cũng là đã nhận được không ít đề danh tốt nhất kịch tình loại phim truyền hình đề danh, CSI tự nhiên là không thiếu được, tốt nhất nhân vật nam chính đề danh, David Elori cũng thuận lợi đã nhận được, còn lại mấy cái nhân vật, Matt Ebert đã lấy được tốt nhất nhân vật nữ chính đề danh. Chỉ là có chút đáng tiếc chính là, Emmy, Adam tuy nhiên thâm thụ khen ngợi, có thế tuổi của nàng tựa hồ quá nhẹ đi một tí, không có được đề danh, ngược lại là còn lại hai hạng mục đề cử, khiến người ta có chút ngạc nhiên. Một cái là Quentin Tarantino bởi vì đạo diễn điện ảnh cuối cùng một tập 2 giờ đặc biệt quyển sách, trực tiếp đã lấy được một cái đạo diễn xuất sắc nhất đề danh. Một cái khác thì là Lever chính mình chủ bút trâu nước vụ án cái kia một tập, đã lấy được tốt nhất biên kịch đề danh. Năm hạng mục đề cử, cũng không phải tính toán thiếu. Đang nhìn đến cái này đề danh con số thời điểm, Lever cũng thoáng cảm thấy có chút đáng tiếc. Năm hạng mục đề cử không ít, Thế nhưng mà so với CSI phổ biến ưa chuộng kịch địa vị, vẫn còn có chút không đủ. Phim truyền hình trong lĩnh vực tối đa giải Emmy đề danh ghi chép là Cố sự phòng cấp cứu sáng tạo đấy, cái kia bộ phim truyền hình thoáng cái đã lấy được 8 hạng mục đề cử, sáng tạo ra ghi chép. Mà CSI lúc này đây, tổng cộng chỉ đã lấy được 5 hạng mục đề cử, chênh lệch khá lớn. Chẳng lẽ cho cái tốt nhất nữ phối hợp diễn đề danh sẽ chết sao? emmy diễn được coi như không tệ a à. đối với như vậy đề danh lever lại nhíu mày giải emmy với tư cách phim truyền hình loại giải thưởng lớn cái này giải thưởng đánh giá có chút làm cho không người nào nại nó căn cứ không phải tỷ lệ người xem không phải tính nghệ thuật nhiều khi là căn cứ phim truyền hình người chế tác cùng diễn xuất nhân viên tư lịch tiến hành phân bánh ngọt đấy một năm này tốt nhất nữ phối hợp diễn đề danh tổng cộng 5 người Cố sự phòng cấp cứu chiếm cứ bốn cái danh ngạch, CSI lại một cái cũng lấy không được. Như vậy phân phối phương thức tương đương bất công, cũng rất rõ ràng nói cho mọi người, giải Emmy còn lúc trước phân biệt đối xử thưởng. Nghe nói mình phim truyền hình lấy được giải Emmy đề danh thời điểm, Lever còn có chút hưng phấn, thế nhưng mà bây giờ nhìn xem đề danh mặt khác phim truyền hình cùng đề danh phương thức, sự hưng phấn của hắn cũng đã trôi qua rồi. Cái này căn bản là lại để cho Lever đi cùng chạy đấy. Lại có ai ưa thích nhìn người khác đoạt giải Đã năm hạng một đề cử rồi Không ít Ngươi cần gì phải được muốn cái gì đều làm được tốt nhất Ngươi phim truyền hình đã buôn bán lời đủ nhiều trước rồi Còn cần phải muốn danh tiếng cũng tốt vô cùng mới có thể sao Tại lever bên người Thê Rân nhẹ nhàng mà nói một câu So với cái kia Ngược lại là chính ngươi hơi chút chuẩn bị một chút tham gia trao giải càng trọng yếu hơn Lễ trao giải có cái gì tốt tham gia hay sao loại này giải thưởng, ta nghĩ của ta phim truyền hình là rất khó cầm lấy được. Đối với cái này, Lever cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẹ nhàng nhún nhún vai. So với những cái, khi lớn người chế tác cùng chế tác công ty, Mystery công ty vẫn còn có chút nhỏ, hơn nữa CSI chỉ diễn đệ nhất quý tự như cầm tới giải thưởng, đó cũng là căn bản không có khả năng, bánh ngọt được từ từ chia, đệ nhất quý đã nghĩ cầm tới giải thưởng, có chút quá khó khăn. Ngươi hay là nghe thê rân tiểu thư mà nói thì tốt hơn, ngươi xác thực cần chuẩn bị một chút dự học giải Emmy trao giải tốt hơn. Điện ảnh cũng sắp muốn lên ánh rồi, ngươi coi như mình không muốn đi, ít nhất cũng vì điện ảnh tuyên truyền ngẫm lại. Alexander nhắc nhở, lại để cho Lever nghĩ tới cái gì, ngươi mới vừa nói chiếu phim vấn đề. Vấn đề gì? Chính là điện ảnh chiếu phim ngày cùng viện tuyến an bài vấn đề. Bộ phim này, Universal lúc chuẩn bị là khiến nó tại tháng 12 sơ kỳ chiếu phim, ý nghĩ của bọn hắn, chính là ngày mùng 5 tháng 12, hoặc là ngày 12 tháng 12. Nếu như chậm thêm lời mà nói, đến ngày 19 tháng 12, sẽ đánh lên Titanic chiếu phim, cái kia bộ phim bỏ vốn rất lớn, viện tuyến đối với nó cũng có chỗ trên chết, đến lúc đó chiếu phim ngươi điện ảnh không dễ an bài. Mà chậm thêm lời mà nói, cho dù Titanic không sẽ kéo dài chiếm cứ thị trường, cũng vẫn còn dắt Nikon luôn điện ảnh à không thể tốt hơn chiếu phim, cho nên ngươi điện ảnh được đi phía trước đề, tại ngày mùng 5 tháng 12 chiếu phim, tại Titanic, lúc trước chiếu phim, như vậy đối với phòng bán vé so sánh có lợi. Lý giải, vì tránh đi cái kia Titanic. Lever gật gật đầu, cái kia bộ phim, coi như là còn không có chiếu phim, toàn bộ Hollywood cũng đã tất cả đều chú ý hồi lâu rồi, không có bất kỳ một cái công ty điện ảnh, hội ngu đến mức để cho mình điện ảnh cùng cái kia bộ phim võ đài. Nếu như ngươi đồng ý, liền tận lực tại tháng 10 lúc trước chế tác hết điện ảnh. Universal nói được liên hệ lần đầu, liên hệ truyền thông đối với điện ảnh làm ra bình luận. Quá trình này khả năng cần chừng một tháng thời gian, cho nên ngươi cũng phải nhanh hơn bước chân. Cái này không có vấn đề, nhất định có thể hoàn thành đấy. Lever một lời đáp ứng luôn. Hiện tại mới là đầu tháng 9, bộ phim này bản thân không có quá nhiều hậu kỳ công tác muốn làm, có thời gian một tháng, đầy đủ đem điện ảnh hậu kỳ công tác làm xong đấy. Bộ phim này đầu tư, tuy nhiên lớn đến không tính được, nhưng là cũng không tính kém cỏi. Lever sớm dùng nửa năm nhiều thời giờ để chuẩn bị, khiến cho tuyên phát đầy đủ đúng chỗ, hơn nửa điện ảnh hậu kỳ âm thanh đợi phối trí cũng đều hoàn thành vô cùng được, đã có những này chuẩn bị, lại dùng một tháng thời gian tìm cách, chiếu phim liền không thành vấn đề rồi. Mặt khác chính là viện tuyến số lượng, bọn hắn liên hệ rồi đại khái 1.500 nhà viện tuyến đồng thời chiếu phim, có thế có thể đến lúc đó hậu hội điều chỉnh lại một chút. Đương nhiên nếu như điện ảnh có rất tốt thành tích lời mà nói, cũng có thể lập tức liên hệ khuếch trương ánh, phương diện này ngươi có thể yên tâm. 1.500 nhà. Số lượng ấy, Lever cũng rất hài lòng. Tại điện ảnh tiền kỳ quay chụp trong quá trình, Lever chưa từng có độ giữ bí mật mà là đối ngoại tuyên dương chính mình điện ảnh cùng đông đức một ít chế độ có quan hệ. Những vật này khiến cho hắn điện ảnh tại quay chụp trong quá trình liền đã khiến cho nước Đức chú ý, hiện tại chú ý người của nó nhóm cũng không ít. Hơn nữa, bộ phim này diễn viên chính, hay là đi năm vừa mới lấy được Oscar tốt nhất phối hợp diễn Kevin Spacey, hắn tại năm nay mùa hè chiếu phim Bí mật ở Los Angeles ở bên trong, biểu hiện được cũng là cực kỳ chói mắt, bởi vậy tại bộ phim này khai hỏa vấn đề lên, Lever đã nhận được 1.500 nhà rạp chiếu phim đồng thời khai hỏa không sai số lượng. Cái này quy mô, tại nước Mỹ mà nói, xem như trong cỡ nhỏ khai hỏa quy mô, so với một ít buôn bán điện ảnh 4.000 khai hỏa, không có biện pháp so sánh, chẳng qua liền cái này quy mô đầu tư điện ảnh mà nói, cũng xem là khá rồi. Universal Pictures ở phương diện này, làm ngược lại là rất phúc hậu rồi, đương nhiên cũng cùng lever tìm CBS chỗ dựa có quan hệ. Nếu như không phải như thế cách làm, phát hành công ty tối đa cũng chính là an bài hơn 10 nhà rạp chiếu phim bộ phận chiếu phim thoáng một phát, nhìn xem hiệu quả lại nói bước tiếp theo. Giống như vậy trực tiếp an bài hơn 1.000 nhà đấy, dựa vào vốn cũng là không có đấy. Hơn 1.000 nhà rạp chiếu phim, lại thêm một tháng trước tuyên truyền chuẩn bị, cũng làm cho Lever đối với bộ phim này phòng bán vé đến tột cùng sẽ như thế nào, có đi một tí mong đợi. Trong ký ức của hắn, bộ phim này phòng bán vé là tương đương chênh lệch. Bởi vì nguyên tắc điện ảnh là nước đức mảnh, hơn nữa, đạo diễn vì truy cầu tính nghệ thuật, cự tuyệt sử dụng mặt khác ngôn ngữ phối âm, chỉ cho phép sử dụng tiếng đức nguyên thanh âm, cảnh này khiến điện ảnh tại nước đức bên ngoài, căn bản là không có cách mở ra thị trường. Lever cũng thừa nhận, điện ảnh nguyên âm thanh đối với điện ảnh rất trọng yếu, nói thí dụ như trong trí nhớ tinh bóng cuộc khởi, cây sa hô to một tiếng no tương đương trung động, nhưng là phải là nhật ngữ phối âm, cây xa hô to một tiếng tá mỹ điệp, vậy rất không được tự nhiên rồi. Thế nhưng mà, điện ảnh dù sao cũng phải chiếu cố người xem đấy, có chút vô vị kiên trì, xác thực cũng biết tổn hại đến điện ảnh truyền bá. Bộ phim này tại nước Mỹ chiếu phim lúc, tổng cộng chỉ có 20 nhà rạp chiếu phim chịu chiếu phim, hơn nữa chiếu phim thời gian tổng cộng chỉ có 3 ngày, như vậy chiếu phim phương pháp, phòng bán vé có thế tốt mới là lạ có thể hiện tại Lever quay chụp điện ảnh, có Minh Tinh tham diễn, tiếng Anh nguyên thanh âm, vẫn còn phát hành công ty ra sức, điện ảnh phòng bán vé sẽ là bao nhiêu. Mặt khác, căn cứ hiệp nghị, Kevin Spacey đồng ý tham gia một lần tóc sâu tiết mục, vì là điện ảnh làm thoáng một phát tuyên truyền, cái này Universal hội phụ trách cùng hắn liên hệ đấy. Người nếu là có phương diện này yêu cầu, mong muốn tham gia điện ảnh tuyên truyền hoạt động, cũng có thể đi tham gia. Lúc này đây Lever nghĩ nghĩ, được rồi, ta không đi theo chơi. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này, ngươi vẫn đều nghỉ ngơi? Đối với Lever không muốn tham gia tuyên phát hoạt động, Alexander cũng cảm thấy hơi có chút kỳ quái, giải Emmy ngươi cũng không muốn đi, tuyên phát ngươi cũng không tham gia, ngươi đến cùng có cái gì an bài? Không có gì an bài, chính là mong muốn chơi đùa, nghỉ ngơi một chút mà thôi. Hiện tại đi ra ngoài tuyên truyền, như thế nào tuyên truyền? Ta không có đạo diễn nhớ cố sự, nhìn xem giải Emmy an bài, cái kia chính là không có tên tuổi, không có địa vị hậu quả. Thật muốn tuyên truyền, cũng đợi được điện ảnh chiếu phim về sau a, à, cho đến lúc đó, có thế không phải ta cầu lấy truyền thông đến tuyên truyền ta rồi. Lever biểu môi, hơn nữa, trong khoảng thời gian này, ta cũng rất nghĩ rút ra nhiều thời gian hơn ra, hưởng thụ sinh hoạt đây. Nhìn thoáng qua thê rừng, Alexander tự hồ rõ ràng rồi Lever ý tứ, hắn thở dài xem ra, lần này chính mình vẫn phải là tiếp tục làm việc lục. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video